lòng con luôn hướng về Phật Pháp, con tránh ác, làm việc ác và ráng làm tất cả việc lành. Nhưng con ít có thời gian niệm Phật vì bận rộn công việc và cũng hơi làm biếng. Very honest. Tiếng Mỹ nó có câu honestly is the first policy. Xin Thầy chỉ rõ cho con biết việc ít niệm Phật như vậy sẽ cản trở như thế nào trên bước đường tu học của con. Nếu mà con không có niệm Phật, Phật cũng sẽ cảm ơn tại vì bớt một người réo ổng. Thưa đại chúng, câu hỏi rất hay và rất là thật. Trong 45 năm Đức Phật thuyết pháp, chỉ dõn dẹn và tóm gọn trong 3 câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đạo đức nhà Phật nằm trong 3 câu đó. 45 năm thuyết pháp của Đức Phật nằm trong 3 câu đó. Vậy thì Phật tử này đã summarize được lời Phật rồi nè. Con cố gắng lánh ác làm lành, còn chuyện niệm Phật ăn chay là phụ. Don't worry. Mình niệm Phật thật nhiều nhưng mà sân si còn đầy dẫy thì cũng được, nhưng mà được cái lúc niệm thôi. Thấy không? Cái lúc mình niệm thì nó giảm thôi, chứ còn ngưng cái nó phát bệnh trở lại. Cho nên thưa đại chúng, cái chính yếu là làm sao chúng ta lánh ác làm lành. Nhưng mà ở đây có một câu nè: có một chút làm biếng niệm Phật chứ không phải không có thời gian. Nói hồi cũng lòi cái thiệt. Vậy thì thời gian chúng ta có, nhưng mà chúng ta làm biếng. Mà thưa đại chúng, làm biếng đạo Phật gọi là giải đãi. Giải đãi nghĩa là gì? Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải, tâm mình chiều theo nó là đãi. Ví dụ như hôm nay đi tu ở chùa Văn Thù về nha, xong cái lẽ ra sáng ngày mai theo chương trình 6 giờ thức tụng kinh, cái ngủ về ngủ giấc cái vẫn chưa đủ. Sáng ngủ dậy sao nó quể quải quá, cái thân nó muốn nằm nữa, cái tâm nó nói tiếp: nó hôm qua tu ngày rồi, hôm nay nghỉ đi cho nó khỏe. Phật đâu có biểu tu cực khổ vậy. Cái thân mà nó mệt á là cái tâm nó chiều, nó nói theo. Có hay bị cái đó không ta? Cho nên á, hễ thân mà mệt gọi là giải, thân mà nó sanh lười biếng gọi là giải, tâm mình chiều chuộng theo cái thân đó gọi là đãi. Nói theo đơn giản, nói theo tiếng Việt đơn giản là làm biếng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có câu: làm biếng đưa đến con người tới chỗ đọa lạc. Thí dụ nè, một đứa con nít làm biếng học thì đứa nhỏ này làm sao? Không biết gì hết. Thấy chưa? Nhớ đơn giản thôi. Một con người làm biếng ăn, bệnh tật. Bệnh mà làm biếng uống thuốc, khó hết, lâu lành. Mà ở đời mình ngộ lắm, mình siêng nhiều cái. Chẳng hạn như sáng ra phải siêng làm mặt, đi đâu phải siêng chải tóc, trước khi đi ăn tiệc siêng để thì giờ kiếm vài bộ ướm vô thử. Rồi mình nhớ là tuần rồi mình đi tiệc này mình mặc bộ này nè, tuần sau mình mặc bộ này nữa, ta nói mình mặc đồ cũ. Phải kiếm bộ mới mặc cho nó. Rồi xiên lửa dày. Mấy cái xiên đó có ai nói gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Nhưng tự mình sẽ nói với mình: nếu mình đã xiên được việc bình thường của thế gian thì tại sao mình không ráng thêm chút nữa xiên cái việc chữa trị, giúp đỡ cho tâm linh của mình. Nếu mình xiên được cái đó thì tại mình không xiên được cái này. Mà chính cái này mới là cái gốc, còn cái kia chỉ là cái phủ. Thưa đại chúng, tuy niệm Phật chỉ là phụ, nhưng thiếu niệm thì chúng ta thiếu cái sự an định. Tại vì câu niệm Phật giúp cho mình định tâm. Nếu mình không niệm Phật thì hãy xuyên niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm gì? Niệm lời kinh tiếng kệ. Có nhiều người ta không niệm Phật, nhưng mà người ta đi đứng nằm ngồi người ta niệm Pháp.
Thí dụ ha, người ta thuộc một câu kinh: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền thường hay hại. Nhớ cái câu đó thì gọi là niệm niệm pháp. Nếu mình thiếu tu cũng giống như nhà thiếu lợp, lợp mà không khéo thì mưa nó lọt vào, tâm mình không vững chãi thì bị phiền não, lợi danh khen chê thị phi nó làm phiền mình. Lỡ hôm nào mình ra đường gặp người ta chê mình, cái mình hơi chao đảo, nhớ lại liền một câu kinh: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, bậc trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Nhớ cái câu đó gọi là nhớ pháp. Vậy thì mình không niệm Phật, nhưng mà mình niệm niệm pháp. Mình có ba cách niệm, nhớ không? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nếu thí dụ như giờ ai chọc mình giận quá, thay vì mình định xăng tay áo lên mình nói cho nó không được, được để tôi đi niệm Phật, cái mình kiếm góc: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đó gọi là niệm Phật, lấy câu niệm Phật giúp cho tâm mình định. Rồi mình niệm hoài nó chưa hết, cái niệm thêm câu nữa, fantasy ra: A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật, Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý, Địa Tạng Vương, mỗi người một phương, nhờ mỗi người mỗi tật, mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi phương, gom lại cái thành thanh tịnh đại hải chúng. Tụng như vậy rồi lát cái tâm mình nó an. Thật sự ra Phật luôn luôn khuyến, Phật không cấm mình nói, nhưng mà nói trong lúc giận không bao giờ là lời nói khéo. Mình được quyền nói, nhưng mà hãy nói trong lúc định tâm. Cho nên câu thứ ba nhớ không? Giữ tâm ý trong sạch. Bởi vì khi tâm định là lời nói sẽ rõ ràng. Tâm cuồng loạn do giận dữ thì lời nói sẽ đầy dẫy phiền não khổ đau, hối hận, và có thể đi đến chỗ đổ vỡ. Rất nhiều lần mình đã đổ vỡ kiểu đó. Phải bữa đó tôi nhịn nó thêm 5 phút nữa thì đâu có chuyện gì. Đời là nó vậy, cái lúc nào cũng phải chi. Nhưng mà lúc đó không lẽ không lẽ tôi nhịn nó sao? Thành thử ra thưa đại chúng là ở đây á, mình tránh ác làm lành là được rồi. Thôi bây giờ nếu đã biết mình lười tu, ráng tăng lên chút nữa đi, chỉnh độ lên chút. Lái xe còn over speed mà tu mà không tăng speed làm sao tu được, không? Nếu mình đã biết lười thì mình nên tập lại cái tánh lười đó. Có một cái bài thơ hồi nhỏ và thuộc lòng: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mà tinh tấn là nó đối lại với giải đãi. Hồi nãy Pháp Hòa giảng hai chữ giải đãi rồi phải không? Bây giờ nó hai chữ tinh tấn. Thế nào là tinh mà thế nào là tấn? Tinh là khi chúng ta tường tận cái việc đó cần làm thì chúng ta sẽ siêng năng để làm, thì gọi là tinh tấn. Mình tin tường việc đó cho nên mình mới siêng làm. Hôm nay Pháp Hòa được gặp quý Phật tử ở Bắc Cali lái xe lên nè. Có những vị ở San Jose nè, có những vị ở Fresno nè, đi từ 4-5 giờ sáng để lên kịp giữ cái thời Pháp hồi trưa đây. Rồi nãy lên từ Giả đi về, mà đi về mà còn khóc. Thưa đại chúng, tại sao các vị đó lại siêng làm như vậy? Tại vì tinh tấn đó. Cho nên nhà Phật có câu tinh tấn độ giải đãi. Mình phải siêng năng để mình độ cho cái tên lười biếng của mình. Trời ơi, nó mà làm biếng một cái rồi nó mua ngàn bài bản. Cho nên nó trở ngại như thế nào trên bước đường tu học? Thật ra thì nó chướng ngại một chút là ở cái chỗ chúng ta không đi xa. Tích
niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước không dời. Không có tiến được. Nhưng mà cái cốt ở đây là đã có được cái hay rồi nè. Ráng làm lành lánh ác, tốt lắm rồi đó. Nhưng mà ở cái đó, ở cái hạnh nguyện, còn nội tâm cũng phải cần lắm. Cho nên có thời gian niệm Phật tụng kinh để chuyển hóa nội tâm của mình. Thôi bây giờ nếu mà mình ngoài niệm Phật nghe Pháp, nghe Pháp thêm để nó tăng trưởng cái tinh tấn lực ở trong mình. Cho nên chúng ta có ngũ căn ngũ lực đó. Trong đấng có tính tấn, tấn là siêng năng đó. Niệm định tuệ. Trên bước đường tu học, hàng Phật tử chúng con phải tự lực thật nhiều. Nhưng ngoài tự lực còn có tha lực trợ giúp từ chư Phật, chư Bồ Tát. Xin Thầy từ bi chỉ rõ cho chúng con biết thế nào là tha lực, và làm thế nào chúng con phân biệt giữa tha lực và sự mê tín, để chúng con khỏi lầm đường lạc bước. Câu này hay lắm. Chúng ta tu á, chúng ta có nương vào hai cái lực. Tự lực tức là mình tự mình phải siêng năng tu tập. Tha lực tức là sợ trợ giúp ở bên ngoài của Phật, của Bồ Tát và cũng như của tăng thân đạo hữu của mình. Bây giờ câu hỏi là bây giờ làm sao để mình biết cái đó là tha lực hay mê tín? Hay đó. Không khéo thì mình cái gì cũng giao phó cho Phật, phải không? Ví dụ như thế này, mình nương vào tha lực đó, có nghĩa là mình nương vào Phật Pháp Tăng để trợ cho mình trên bước đường tu. Nhưng mà nhớ là các vị đó chỉ trợ duyên cho mình. Ví dụ nè, tượng Phật đây đó, là tha lực đó. Tức là bây giờ mình muốn lễ Phật. Bây giờ mình muốn lễ Phật mà thật ra mà nói, trong mười phương này mình hướng chỗ nào mình lại cũng được, chứ không phải chỉ hướng đến cái chỗ có tượng Phật. Nhưng bây giờ cái tâm tư của chúng ta chưa có thuần, chúng ta mượn cái tượng Phật làm bằng gỗ do chính chúng ta đặt, thậm chí chúng ta tự làm vân vân, chúng ta tự vẽ, để rồi chúng ta gọi đó là Phật, rồi chúng ta bắt đầu lại Phật. Vậy thì cái tượng này, tượng Phật này chỉ là một tượng Phật để trợ duyên cho chúng ta. Chúng ta phải tự lực đến lại Phật. Và tượng Phật là cái trợ duyên. Khi chúng ta buồn phiền, chúng ta nhìn Phật, tự nhiên tâm chúng ta lắng tịnh xuống. Nhưng mà chúng ta không được hiểu rằng Phật ngồi đó đó. Phật ngồi đó đó, Phật linh lắm á. Chứ Phật không có độ, Phật không có ngồi đó. Đây là tượng Phật thôi. Cho nên hồi xưa các tổ mà để tránh cái trường hợp này, các ngài hay nói tượng Phật bằng gỗ không độ được ngọn lửa. Tượng Phật gỗ không được độ được cái búa. Phật đất không độ được nước. Phật giấy không độ được lửa. Chữ độ đó là, cái là nếu mà cái tượng Phật giấy đó mà đem lửa vô đốt thì tượng Phật cũng tiêu, cái hình ảnh Phật đó cũng hết. Vậy thì tượng này là tha lực, cho chúng ta biết rằng đây là một cái trợ duyên. Bởi vì chúng ta tâm chưa thuần, chúng ta cần có tượng Phật để giúp cho chúng ta thuần cái tâm. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng tượng Phật này sẽ phù hộ cho mình. Ăn chay để trợ duyên cho mình, thứ nhất là vấn đề sức khỏe, thứ hai là nuôi dưỡng lòng từ, thứ ba là tâm tánh mình được thuần hòa, không có máu thịt của chúng sanh, bớt sự nóng nảy, nuôi dưỡng sự bình đẳng, tôn trọng sự sống của mọi người, giảm tưởng, để giảm đi những cái ý niệm về giết chóc. Ăn chay là trợ duyên cho mình vậy. Còn nếu mình hiểu là ăn chay để Phật phù hộ cho mình, và ăn chay là tại vì mình có cái giao kèo với Phật. Giao kèo sao? Con đang cho người ta mượn nợ mà người ta hứa 3 tháng người ta trả, mà bữa nay tháng thứ tư rồi, con kiếm hoài, con kiếm người ta không ra. Phật phù hộ cho con, họ đem tiền họ trả, con cúng chùa 50% của ăn chay tháng.
Mà thường thường là mình lúc nào cũng có giao kèo với Phật hết. Phật phù hộ cho con thì con mới làm cái này. Bình thường á, không bao giờ thấy cúng dường hết, mà khi đầu khổ bắt đầu cúng dữ lắm, tại mình có cái giao kèo. Thật sự ra cái đó cũng không có gì sai quấy, nhưng mà ở đây chỉ muốn xác định cho chúng ta thấy, tha lực có nghĩa là những cái gì Phật hỗ trợ cho mình. Ví dụ như, ví dụ như lúc mà mình niệm Phật tâm loạn quá, thì á, để cái hình Phật phía trước, để mình nhìn quán hình Phật, để tâm mình bớt loạn, để tịnh. Cái đó gọi là quán tưởng, quán tướng niệm Phật. Quán tướng, cái nhìn hình tướng của Phật, để tâm mình định. Thì cái hình Phật đó là gì? Là tha, tha lực. Còn tự lực đó là chúng ta đang ngồi niệm Phật đây. Bây giờ tâm mình loạn quá, lấy sâu chuỗi ra lần Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột Nam Mô Di Phật, thì sâu chuỗi này là tha lực. Còn chúng ta phải tự lần chuỗi để niệm Phật là tự lực. Niệm hồi sau nó mê tơi chân quá, đứng dậy bước một bước A Di, bước một bước Đà Phật, kinh hành niệm Phật. Vậy thì cái tha lực tức là những cái phương tiện mà cái gì có thể trợ duyên để cho chúng ta tiếp tục tu được mà không bị lui sụp. Bây giờ quý vị đau chân không ngồi dưới đất được, mà bây giờ nếu bác là không được, bác phải tự lực ngồi dưới đất để chứng tỏ là bác thành tâm nghe Pháp. Nói vậy thôi, để tôi về tôi nằm nghe YouTube. Thì bắt đầu bây giờ phải tha lực nè, xách ghế vô để đầy trên chánh điện hết, thỉnh các vị thượng tọa lên ngồi. Đó, thượng tọa dưới kia cũng đông lắm. Vậy thì cái ghế đó là tha lực, còn tự lực chúng ta là ngồi nghe Pháp. Và chúng ta phải xác định rằng cái nào nó mang đến cho chúng ta định tuệ, có giới, có định, có tuệ, thì cái đó là tha lực chân chánh. Chứ chúng ta không được gửi gắm. Ví dụ nè, ghi tên cầu an đâu có sao, cứ ghi. Nhưng đừng nghĩ rằng ghi như vậy rồi là quanh năm mình bình an. Nếu chúng ta về nhà không chịu ứng dụng, nhường nhịn với nhau, nói một cái mắng lại một câu, ổng nắng lại, hoặc là ổng nóng qua ổng quánh mình cái, ủa sao con cũng gửi cầu an rồi mà. Nếu mà tin rằng như vậy là ông thầy này không có tụng không ta. Nếu mà ổng tụng mà sao con vẫn còn bị đoan. Đó, mình gửi gắm cái kiểu đó là mê tín á. Còn mình gửi gắm là gửi cái tên vô chùa để nhờ thầy cầu cho mình an, đó là mình xin thêm một chút năng lực bình an ở cửa chùa. Nhưng mà tự thân mình phải ứng dụng lời Phật dạy. Chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa thì một đời nào khê. Anh không ứng dụng cái câu châm ngôn thiền ngữ đó, nè nè nè, giỏi đánh đi, giỏi đánh đi. Trong khi mà tao đang nắm gần chết, giỏi đánh đi, giỏi đánh đi. Rồi ổng đánh đi cái nó, ủa giờ đánh đâu. Cái đó là mình gửi gắm không đúng à. Mình thắp một cái đèn cúng lên Phật, mà người mà người ta chưa hiểu đạo, người ta kêu đi cúng sao. Phật tử hiểu đạo rồi là không cúng sao mà cúng dược sư. Mỗi một ngọn đèn là tượng trưng cho một tia sáng của trí tuệ. Thắp lên một ngọn đèn tức là sắp sáng tâm lòng của mình, để mình ứng dụng, mình sống cho đúng. Ví dụ như 90 tuổi rồi, bắt đầu mới bệnh đó, trời ơi, sao mới có 90 mà bệnh, trời Phật. Ta mới có 50 ta nằm bệnh viện rồi sao? 90 rồi mà còn nói mới có 90. Mà nếu mà 90 tuổi mà bệnh mà được như thế này là quý lắm rồi. Cho nên phải vận dụng cái ngọn đèn đó để sáng lên rằng 90 tuổi mà được như vậy thì quả thật là quá quý. Mà bệnh lên bệnh xuống mà vẫn còn được như vậy là cũng là quá tốt. Tự mình phải thắp sáng lên một sự đó để chúng ta an ổn cái sự buồn phiền trách móc của mình. Chứ đừng có hiểu lầm là mình gửi vậy cái mình được bình an, mình làm kia là mình được khỏe mạnh.
Hiểu như vậy thì chúng ta không bị lầm đường mê tín đó. Ví dụ như là mình chụp hình vậy đó, như Pháp Hòa hay nói hoài vậy đó, ba người vô đẩy ra không cho chụp ba người, nhất định phải hai thôi, tại vì ba xui lắm. Hỏi sao xui? Nó tam nương. Mà nhiều khi ba cậu đang đứng cho tam nương ở đâu. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà mình phải xác định, nhờ đâu mà mình biết cái nào mê cái nào chánh? Nghe pháp. Mình phải nghe pháp cho nhiều. Mà nghe đây không có nghĩa là trời ơi nghe ngày nghe đêm, lúc nào cũng hỏi có bài mới không, có bài mới không. Giống như mì ăn liền vậy. Mình nghe một lần chưa đâu, nghe lần thứ hai. Mà càng cái nhiều khi cũng cái bài đó đó, mà mình mỗi một lần mình nghe là một lần mình lại phát minh những điều mới lạ, mình hiểu sâu sắc hơn ở trong đó. Cho nên một quyển sách đó, người ta viết ra, người ta nặng bao nhiêu tinh hoa trí tuệ chất xám của người ta, ta viết ra. Mình đọc sơ sơ hỏi đọc rồi bẻ muốn nát cuốn sách người ta vậy, mà không câu nào trong đó mình nhớ hết. Mình gặp, mình highlight thì mình làm dữ dội lắm, nhưng rốt cuộc muốn biết gì cũng đó. Cho nên thưa đại chúng, mình cứ lầm như vậy. Cho nên nghe pháp để mình minh định rõ ràng cái nào mê cái nào chánh. Mê tức là mình chấp vào mỗi việc là như vậy. Ví dụ á, mình cứ nghĩ rằng á, mỗi lần mà mình niệm Phật á, phải niệm bao nhiêu mới đủ. Tụng kinh á, phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu mà tụng kinh xong mà không tụng Bát Nhã Tâm Kinh á, lỡ mình có thiếu không có bài nào bổ vô hết. Cho nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh gọi là bổ khuyết. Lỡ thí dụ mình ấy, thí dụ thôi, câu đó là A Di Rị Đô Bà Tỳ, mình tụng mình thiếu con câu A Di Rị mình bỏ chữ đô. Hay là A Di Đô mình bỏ chữ rị, cái mình nói tụng vậy thiếu, thôi ráng tụng bài Bát Nhã, là tại vì Bát Nhã sẽ bổ vô chữ rô. Không phải như vậy. Hiểu như vậy là hiểu mê. Sau khi quy y xong thì làm sao liên lạc với thầy để được học hỏi thêm Phật pháp, vì thầy ở xa quá. Dạ thưa, không có xa, mình có cái bài hát Tuy Xa Mà Gần. Có một lần á, Đức Phật đi thuyết pháp về, thì các thầy ở trên núi Linh Thú tranh với nhau đi xuống chân núi đón Phật, để được gọi là người đầu tiên đón Đức Thế Tôn. Thì trên đường đi thì các thầy về đến tỉnh xá, lên tới trên đỉnh núi thì các thầy mới nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh được làm người đầu tiên đón Ngài sau chuyến hoằng pháp trở về. Đức Phật nhìn qua bên hông thấy có một thầy tỳ kheo không đi đâu hết mà đang ngồi thiền. Đức Phật nói không, cái người đón tôi đầu tiên là thầy này nè. Quý vị hiểu câu chuyện không? Không phải là mình làm việc gì đó để được gọi là gần. Chỉ cần mình ứng dụng những lời thầy hướng dẫn cho mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thầy vẫn sát bên mình, không xa một tơ tóc. Bây giờ nói tới đây định nghĩa hai chữ thân cận. Thế nào là thân và thế nào là cận? Chúng ta thường cứ nghĩ rằng ở sát bên kêu thân cận, lúc nào cũng đi chung với nhau kêu thân cận đó. Trong kinh định nghĩa chữ thân cận nè, thân cận có 5 cách. Ở chung là 1, ở lâu là 2, quán sát là 3, trí tuệ là 4, ứng dụng là 5. Ở chung là thân cận một nghĩa rồi phải không? Ở lâu là nghĩa thứ hai. Có không? Hai vợ chồng có sống chung và ở lâu không? Nhưng mà không hiểu nhau là chưa đủ thân cận nha. Không quán sát nhau, không gọi là thân cận nha. Hồi lúc mà mình mới quen á, mình hay send cái message lắm. Em đang ở đâu? Có cần anh đi đón không? Mà tới hồi chán nhau rồi, bà text bà nói anh ơi chở em về, tôi đang bận, bà nhờ bạn bà đi. Cho nên mình phải ở lâu, ở chung, ở lâu mà phải hiểu nhau, quán sát nhau, tức là quan tâm nhau.
Còn nếu mình là người đệ tử ở lâu với thầy, ở chung với thầy, ở lâu với thầy, phải quán sát cử chỉ hành động việc làm của thầy để tăng trưởng trí tuệ cho mình và ứng dụng những gì thầy dạy mình qua thân khẩu ý, thế gọi là thân cận. Định nghĩa gọn gàng, thân là ở sát bên, cận là làm theo những lời thầy mong mỏi. Có một vị thầy làm một bài thơ thiền: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày ôm Phật thức. Nói trời, tu sao mà romantic quá. Vừa rồi bên Atlanta có một chị Phật tử, chị tới chị xin chụp hình. Chị đứng, chị vừa bước vô sát bên, chị nói nhỏ liền: trời ơi thầy biết không, 8 năm nay đêm nào cũng muốn ôm thầy ngủ hết. Ôm cái gì? Ôm cái iPad đó. Mà nói không có gõ gàng. 8 năm nay đêm nào cũng ôm thầy ngủ. Mà may phước là thời buổi bây giờ người ta có cái iPad, ta hiểu mình đang nói gì nghe. Nếu mà không ai hiểu nói gì là chết á. Một anh khác: con cảm ơn thầy, nếu không có thầy thì con không sống tới ngày giờ này. Rồi mẹ chạy tới nói: nó nhờ thầy lắm đó, nó không là đứa con này nó đau khổ và nó chết rồi. Thì thưa đại chúng, là tại sao là đêm đêm ôm Phật ngủ mà ngày ngày ôm Phật thức? Bởi vì khi trong lòng chúng ta có Phật và chúng ta sử dụng được những lời Phật dạy thì có phải lúc nào mình cũng ngủ với Phật không? Và khi mình thức thì Phật mình cũng thức theo. Nếu mình á, mà trong lòng mình có Phật thì mình bằng tuổi với Phật, mà Phật cũng sẽ bằng tuổi với mình. Có một người khác tới hỏi: thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Ông nói: tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Cái vị Phật tử kia ngó lại nói: ủa vậy Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nói: Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Tại sao nói câu đó? Bởi vì tôi, tí dụ tôi mang hình hài của một con người 50 tuổi mà lúc nào tôi cũng nhớ Phật, nghĩa là tôi bằng tuổi Phật Di Đà, phải không? Mà bây giờ tôi 50 tuổi tôi đang niệm Phật thì Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Vậy thì quý vị thấy Phật có rời mình chưa? Thầy không rời mình gan tấc nào hết. Trời ơi, bây giờ pháp thân của thầy ở trong xe, ở trong iPad, ở trong nhà bếp, ở trong phòng ngủ, thậm chí ở ngoài gara sửa xe. Thầy có ba thân. Cái nhục thân, cái thân mà thầy đang thọ đây nè, cái thân mà thầy đang thọ đây đó gọi là báo thân. Rồi á, ngày hôm cả tuần lễ nay là ở Minnesota, ở Atlanta, ở Augusta của North Carolina, của South Carolina, rồi tối hôm qua, hôm kia ở Cali, rồi tối ngày thứ sáu này là ở San Diego, rồi sáng thứ bảy lại hiện thân ở Canada. Mình đi như vậy gọi là ứng thân. Mình có báo thân và mình đang sử dụng ứng thân. Còn pháp thân của mình tức là những cái gì mà chúng ta đang sống cho mọi người. Ở nhà quý vị, Pháp Hòa tin chắc rằng Pháp Hòa đã về thăm hết rồi đó. Có không? Pháp Hòa về nhà quý vị thăm hết rồi, chứ quý vị có bao giờ xa em đâu. Và không cần phải hát "Đừng xa em đêm nay". Lúc nào thầy cũng có với mình. Còn nếu mà nói sự liên lạc, nếu mà thật sự trong cái phương tiện bình thường thôi, bây giờ có email, quý vị gọi điện thoại ít gặp, tại vì lúc này tu tiên thành bận hợp với các cảnh giới tiên. Nhưng mà quý vị có thể send email, mà khi nào có cơ hội Pháp Hòa mở mail thì Pháp Hòa sẽ nhận được những cái câu hỏi của đại chúng. Hiện bây giờ trong mail và rất nhiều email, mà khi nhiều khi bận họp tiên kiểu này là đâu có thời gian check mail. Thì khi nào ở về kiếm chỗ nào ở yên một bữa hai bữa rồi bắt đầu mới check mail. Mà nếu mà quý vị mà gửi mail mà không thấy trả lời, phải hoan hỷ, tại vì mail đang trên đường móc. Cho nên gọi là mail móc.
Quý vị gửi mail là luôn luôn quý vị gửi, gửi Pháp Hòa Canada A Móc mà chấm CA mà. Thành thử ra nếu quý vị chưa nhận được câu trả lời cũng cứ hoan hỷ hả, mail đã móc và nhờ móc cho nên sẽ thành tương và thành trao. Theo thiền đạo thì cần tỉnh thức trong hiện tại, như đang rửa chén thì biết mình đang rửa chén. Nhưng theo tịnh độ thì niệm Phật trong lúc đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào, như vậy hai điều này có trái ngược nhau không? Dạ thưa không. Một bên á thì tỉnh thức làm gì biết mình đang làm cái đó. Còn bên tịnh độ thì lấy câu Ni Di Đà làm chuẩn cho mọi hành động của mình, thì cái nào cũng để đưa tâm mình trở về một mối để đừng loạn thôi. Ví dụ mình đang đi, đang đi mà không biết mình đang đi, đang đi mà lo nghĩ chuyện quá khứ, lo tương lai cho nên dấp cục gạch té. Mà dấp cục gạch té cái nói trời ơi tôi đang tu mà sao Phật không phù hộ. Còn ví dụ như cái người ta đi, ta biết là ta đi mà ta niệm Phật thì tỉnh giác với câu niệm Phật, thì hai cái đó chủng chỉ là một phương tiện để đưa tâm mình trở về. Ví dụ như bên này niệm Nam Mô Di Đà Phật, lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn bên này thì lúc nào cũng ăn cơm biết ăn cơm, rửa chén biết rửa chén, thì cũng như mình niệm Phật. Nhưng mà thay vì mình niệm tiếng Phật thì mình niệm việc làm. Tôi đang rửa chén, tôi đang ăn cơm, bụng tôi bắt đầu no, phải không? Hay là bụng tôi đang đói. Biết rất rõ trong khi mình mọi hiện khởi của tâm mình, thì cũng tương đồng với câu niệm Phật là biết mình đang niệm Phật. Hai cái nó đều đưa mình trở về với cái tĩnh lạc thôi chứ không có khác. Cũng giống như hồi đó mình học làm toán, người ta có tiền ta mua cái máy tính ta bấm, mình không có tiền có bó đũa, lấy bó đũa ra 10 chiếc thêm 10 chiếc đếm thành 20 chiếc. Cái nào cũng để chỉ cho mình làm toán thôi. Nhưng mà đối với một người ta có cái máy thì người ta bấm bấm nó lẹ, còn có một người ta không có thì ta chuốt bó đũa. Cũng giống như quý vị ăn chay, người ăn chay thuần túy rồi không cần phải lo vịt quay và heo quay, nhưng người mới bắt đầu ăn cái niệm của người ta còn niệm thịt niệm cá, ta chưa thuần cái niệm chay, thì mình mượn phương tiện làm món này món kia để cho ta niệm cái đó mà ta ăn, nhưng mà ăn theo chai lạc. Bây giờ Pháp Hòa kể câu chuyện đại chúng nghe, có người sẽ nói rằng đã ăn chay nói chi cái chuyện gọi là thịt cá. Rồi mình hay nói là cái người ta ăn mặn tao nói ngay, hả, tôm nói tôm à, còn ăn chay nói dối lắm, lấy bánh mì rồi phết bột rồi cuốn tẩu ki lên nướng nướng kia heo quay. Ăn chay nói dối. Bây giờ Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Ủa mà có thì giờ nghe không? You sure? Có một cái quý vị nhớ hồi xưa đó, hồi xưa mà những người nhà giàu á, người ta cưới vợ cho con người ta có thể cưới người vợ đó rất lớn tuổi, nhưng mà con người ta nhỏ lắm, mới 8 tuổi 9 tuổi người ta cưới vợ cho con, mong là cái người vợ đó về trên cái nghĩa là làm vợ chứ thật sự là làm người vú em chăm sóc. Những gia đình mà giàu á, người ta mua người làm chứ người ta không có mướn, ta mua luôn rồi về nhà ở trong đó. Mà nếu như người chủ mà chết á, thì chôn luôn cái người làm đó đi theo, để với cái ý nghĩa là đi theo hầu hạ cho người đó. Mà lỡ người chồng đó có chuyện gì thì người vợ đó phải được chôn theo luôn, để gọi là ý nghĩa hầu hạ. Thì các tổ của mình thấy cái điều đó không nên. Một cái người chết họ có cần ai hầu hạ nữa đâu mà đi chôn sống một con người khác. Nhưng mà con người đó họ không thể nói được, tại vì họ đã bị người ta mua rồi. Cho nên các tổ mới chế ra một cái hình thức là làm một cái hình nộm một cái người hầu. Rồi ngay mốt mà cái người nhà giàu đó họ chết á, thay vì họ chôn sống một cái người làm đó, biểu họ đi ra chợ mua mấy cái hình mà cái người người hầu làm bằng giấy á, đốt theo đi. Quý vị có từng thấy mấy cái hình đó không?
tỳ nữ cầm bình trà rồi cầm cái chổi rồi vậy đó, để gọi là đi hầu. Như vậy thì cái mục đích cái tượng giấy đó để cứu ai? Cứu cái người sống. Vậy thì cái người bằng giấy đó đó bị đốt có giá trị không? Có giá trị, cứu người sống. Ở đây cũng vậy. Nếu một con tôm giả được làm ra bằng tàu hũ mì căn mà nó cứu được một con tôm thật thì con tôm giả này có giá trị không? Thế tại sao chúng ta khó chịu chi chuyện đó? Mình ăn chay, mình ăn mặn là mình ăn xả vàng. Người ta ăn chay tức là người ta chỉnh đốn món ăn người ta lại để không ăn sinh mạng của con vật khác, mà mình cũng còn khó với người ta nữa, bắt ta ăn tàu hũ, rau luộc. Rồi đến hồi người ta sanh dờn lên cái mình nó đó, thấy không, ăn chay đó, thấy chưa? Mà hễ mà người ta ăn chay mà được khỏe mạnh, khỏe mạnh mập mạp cái mình nói bớt nha, lúc này béo nha. Đấy, khổ thế đấy mất. Mình cứ bắt một cái người ăn, một người tu, một ăn chay phải thế này và phải thế kia, không đúng. Vậy thì cái câu niệm Phật, hơi thở là câu niệm Phật, và thậm chí viết ra những bài kệ cũng nhằm một mục đích: đưa tâm chúng ta trở về với cái sự tỉnh thức trong giây phút hiện tại mà đừng tán loạn. Ví dụ như bây giờ quý vị học cái bài kệ trồng cây. Khi quý vị ra tưới cây, thay vì quý vị niệm tôi đang tưới cây, tôi đang trồng cây, bên tịnh độ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, biết mình đang niệm Phật và tưới cây. Có một cách khác nữa, đọc lên một bài kệ trồng cây. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Tôi trồng cọng rau này là tôi gửi tôi cho đất. Mai mốt cọng rau lớn lên tôi cắt cọng rau vô tôi ăn thì đất gửi đất cho tôi. Cũng như thế, tôi gửi tôi cho Phật, nghĩa là tôi niệm Phật. Và Phật cũng đang ở trong tôi thì gọi là Phật gửi Phật cho tôi. Có nhiều người coi truyền hình tivi mà không bao giờ chánh niệm những cái đài mà mình phải coi. Thậm chí cha mẹ trong nhà coi những cái tuồng hát mà không nên coi vì có con nhỏ trong nhà, quên cái điều đó, mở những cái phim mà con nít không nên có mặt. Thì bây giờ mình quên chánh niệm, mình coi tivi. Thì bây giờ có bài kệ chánh niệm coi tivi: tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Tâm mình như cái remote control. Mình muốn coi đài nào mình bấm đài đó. Cái remote control nó muốn coi đài nào bấm đài đó. Thì tâm mình cũng thế. Mình muốn cảnh vui thì mình sẽ tìm tới cảnh vui. Mà mình muốn cảnh khổ là tìm cảnh khổ. Ví dụ hôm nay đại chúng muốn tìm cảnh an lạc, cho nên tìm về chùa Văn Thù để cùng một ngày tu học. Nhưng đại chúng cũng có quyền chọn một thế giới khác. Thế giới của đỏ đen, thế giới của đi chơi thế nào đó, cái đó tùy tâm mình thôi. Thì tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Vậy thì không có cái, không có cái gọi là conflict, không có cái trái ngược, mà chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng. Chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng. Trong kỳ xuất gia gieo duyên ở bên chỗ của quà đó, nếu không có thể tu trọn 10 ngày mà chỉ đi được 8 ngày thì có được không? 8 ngày là hơn 5 ngày rồi, hơn phân nửa rồi. Thật sự ra đã nói là gieo duyên thì không có phân biệt bao nhiêu ngày. Vì chúng ta duyên chưa có cho nên bắt đầu gieo duyên. Gieo một ngày cũng là gieo, phải không? Cho nên ai tu được mấy ngày cũng quý hết. Đừng nghĩ rằng phải ăn 5 cái bánh mới no, nhưng nếu không nhờ 4 cái bánh trước thì làm sao cái bánh thứ 5 mình no được. Cái bánh thứ 5 sở dĩ nó no là nó nhờ 4 cái bánh trước.
Thế thì chúng ta phải ăn một cái, hai cái lưng lửng rồi, ba cái khá khá rồi, bốn cái rồi, tới cái thứ năm là no. Phải không? Nếu mình cứ đợi tới chừng nào ăn cái nó no thì không bao giờ có. Xin thầy hoan hỷ chỉ dùm cho con biết ý căn ở đâu và pháp trần là gì. Thưa đại chúng, con người chúng ta có năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Năm cái căn này mình thấy được cho nên gọi là ngũ căn. Có một cái căn thứ sáu gọi là ý căn, nó không có hình tướng, mà chúng ta chỉ nhận biết qua hành động lời nói để biết được ý của mình thôi. Tại nó không có hình tướng. Cũng giống như cái tâm sân, mình đâu có biết nó ở đâu, nhưng mà có thể nhận ra lúc người đó đang sân không? Nhận qua con mắt trợn trắng, ngăn răng bắt đầu nghiến lại, tay chân bắt đầu cung lên, là mình tạm gọi là ấy đấy, tâm sân đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái ý, cho nên người ta tạc cái tượng của Đức Di Lặc á, Bồ Tát á, có sáu đứa nhỏ đó. Sáu đứa đó, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tượng trưng cho lục tặc, tức là sáu đứa giặc. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị chỉ thấy có năm thôi, bởi vì nói lên năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân mà không có ý, bởi vì cái ý là cái mà nó không có hình tướng. Chính nó không có hình tướng cho nên nó mới sao? Nó mới thiên hình vạn trạng. Nó ghê gớm lắm. Cho nên nhà Phật chúng ta mới tu thân, tu miệng, tu ý. Mà nếu ý tu thì khẩu tu, thân tu. Ý không tu thì khẩu nói bậy, thân làm bậy. Cho nên phải tu cái ý. Mà chính cái ý nó không có hình tướng cho nên nó linh động lắm, nó hoạt khỏe lắm. Giờ chỉ ở đâu? Còn cái chuyện gọi là pháp trần là gì? Chữ trần á, chữ trần là tượng trưng cho bụi. Những cái hiện tượng bên ngoài, chẳng hạn như bình, cái bàn, bình bông, tờ giấy, cái ly, cái dĩa, tất cả những cái đó gọi là pháp. Thí dụ một con người mình là một pháp nè. Cái microphone này là một pháp nè. Đây là sự vật và hiện tượng. Thí dụ như á, ở ngoài kia đang cháy rừng, đó là hiện tượng, là một pháp. Mình cầm cái microphone là một pháp. Vậy thì chữ pháp trong trường hợp này không phải là Phật pháp. Chữ pháp trong trường hợp này là gì? Là hiện tượng sự vật. Nhưng tất cả hiện tượng sự vật này nó đang hiện diện ở đây và mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc với nó. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc với nó mà chúng ta không bị dính mắc gì với nó hết thì nó là pháp cảnh. Nó là cái cảnh duyên hiện tượng. Còn nếu chúng ta lỡ đắm chìm nó thì chừng đó nó trở thành ra trần, nghĩa trở thành ra bụi. Nó bother mình, nó làm phiền mình. Ví dụ như đại chúng ngồi đây, Pháp Hòa nhìn mọi người như những người Phật tử, không có gì đặc biệt để mình phải dính mắc thương yêu hết. Mà có thương yêu là thương yêu bình đẳng trong cái tinh thần Phật tử thôi. Tự nhiên có người nào đó mình thương, thương kiểu là dính mắc, thì cái người đó lập tức trở thành trần mà không phải là cảnh. Hay là cái microphone này nè, đến chùa này có cái microphone hay quá, xài rõ, thì cái microphone này là cảnh. Trời ơi, đi tới đâu mà giảng ta đưa microphone cũng nói không, tôi muốn giống chùa Văn Thù. Thì cái máy này, cái máy của chùa Văn Thù lúc này nó trở thành cái gì? Trần. Thưa đại chúng, cái hiện tượng sự vật là luôn luôn nó có mặt, đúng không? Chẳng hạn như một ngày hôm nay chúng ta ngồi có mặt ở đây là gì? Là cảnh hay là trần? Cảnh. Tức là đến giờ thì tập hợp, nghe pháp, tu tập an vui, hết giờ chúng ta trở về bình an, và chúng ta luôn luôn ứng dụng những gì chúng ta lượm lạc được ngày hôm nay. Tuần năm sau Pháp Hòa trở qua nữa, quý vị đừng bắt buộc khung cảnh nó phải như thế này y hệt nữa.
cái chỗ cái chú đó ngồi số 1, tại vì thấy ông thầy rõ quá. Lần sau tới đuổi hết mọi người ra, chỗ này của tôi. Thì chỗ này đã trở thành ra gì? Trần. Mình có bị đó không? Có. Chỗ nào mình ngồi yên rồi cái là chỗ đó trở thành ra của mình, là chỗ này của tôi. Mặc dù không có tên mình, mặc dù không có hình mình dán vô đó, mặc dù không có gì của mình hết, mà cũng cứ xưng là của mình. Vậy thì thưa đại chúng, pháp trần là gì? Là những cái hiện tượng sự vật bên ngoài là pháp. Chúng ta dính mắc với nó thì gọi là trần. Còn chúng ta vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm bình thường mà không gì chúng ta dính mắc thì gọi là cảnh. Vậy thì cái gì làm cho chúng ta bị dính mắc? Cái ý chúng ta duyên, và chúng ta bắt đầu có cái thức kèm theo đó để phân biệt. Ví dụ nè, lấy cái cốc. Trời ơi, thầy Quảng Phú sang nha. Ly này ở bên Pháp đem về đó nha, không ở Cali kiếm không ra nha. Phân biệt liền, ly này của Pháp, không phải của Mỹ. Made in France, not made in USA. Xong rồi, lần sau tới, thầy, con muốn uống trà trong cái ly của Pháp. Thì cái ly này bây giờ trở thành trần. Cái ý mình nhìn vô đây, cái thức nó kèm vô liền, ly này ở Pháp. Cái phân biệt liền. Mà phân biệt xong rồi phải nó dính vô đó, thì bây giờ phân biệt xong thì nó thành trần. Còn nếu có phân biệt xong rồi, xa va, thì gọi là cảnh. Vậy thì mình tu á, không có làm gì khác hết, chỉ để tỉnh thức từng giây từng phút mình biết vậy đó. Thí dụ cô đó đi ngang đẹp, biết đẹp. Còn nếu mà mình nói mình đẹp xong rồi mình khều, anh biết tên cô đó không? Anh biết số phone cô đó không? Thì cô này bắt đầu slowly trở thành trần của mình rồi. Mà trong cuộc sống chúng ta là chúng ta cứ biến cảnh thành trần, biến cảnh thành trần, cho nên mới gọi là nhiễm trần. Quý vị hiểu ý này ha. Rồi. Sao lâu hết giờ quá. Được nữa không? Ngồi nữa được không? Xin thầy giải thích rõ hơn về cách cầu nguyện của đạo Phật khác với cầu nguyện của thầy. Thôi đừng đem sớ lên nữa. Nói chơi thôi. Cứ đem đi, em trả lời thôi chứ gì đâu đó. Với cả cách cầu nguyện của đạo Phật khác với cách cầu nguyện thần thánh mê tín. Ví dụ kinh Dược Sư có đoạn: nếu thấy kẻ nam người nữ nào mắc bệnh khổ, họ phải nhất tâm vì người bệnh kia mà thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi trì chú 108 biến vào trong thức ăn hay thuốc thang hoặc nước không có vi trùng, sau đó lấy cho người bệnh dùng xong liền tiêu trừ. Con chưa hiểu rõ. Nếu muốn hiểu được quyển kinh Dược Sư, thầy chịu khó nghe cái bộ giảng Dược Sư của Pháp Hòa. Pháp Hòa đã giảng bộ Dược Sư rồi, có cái tên là Tỏa Ánh Lưu Ly, tổng cộng là 22 buổi giải thích cái bộ kinh Dược Sư cho đại chúng nghe. Phải không? Phim tập dài 22 tập, lâm ly mà không có bi đát. Nhưng mà do câu hỏi này thì Hòa chỉ nói sơ một chút thôi. Thưa đại chúng, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ. Quý vị có nghe câu đó phải không? Vậy thì do vì lòng từ bi cứu khổ cho nên sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh. Kinh Dược Sư là một bộ kinh đáp ứng nhu cầu đời sống của con người. Chẳng hạn như bệnh tật, quan chức, làm ăn. Nhưng mà con người đều do nhu cầu làm ăn, quan chức, ăn uống, mà nếu không hướng dẫn người ta đến cái chỗ chánh niệm, tỉnh thức bởi việc làm của mình, thì có thể con người đó vì tiền mà làm tội, vì danh vọng mà tạo nghiệp cũng có. Cho nên kinh nói nếu người nào muốn cầu quan chức
thì phải niệm Phật dược sư, hay là phải tụng dược sư, hay là phải làm này làm kia. Để làm chi? Cái ý nghĩa gì? Anh muốn được quan chức không? Thì anh phải nên làm cái sự chánh đáng để được cái chức đó, chứ không phải mà làm những cái điều bất chánh để được cái địa vị này. Bởi vì dược nghĩa là gì? Dược là thuốc. Sư nghĩa là gì? Sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc. Mà đã là thầy thuốc thì có thể bắt mạch, kê toa tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ trường hợp này, một người mắc bệnh. Họ mắc bệnh thì trong khi mà họ bệnh thì họ phải đau khổ và lo lắng. Bây giờ chúng ta đến bên cạnh người bệnh, hãy an ủi người bệnh, hãy vì người bệnh mà thương họ. Bằng cách nào? Đánh răng súc miệng, rửa mặt tắm gội, phải không? Trong kinh nói mà, tắm gội là thân tịnh, súc miệng là khẩu tịnh, trì chú là ý tịnh. Đem viên thuốc tới cho họ, đem chén cơm chén nước tới cho họ, mà hãy đem bằng thanh tịnh của thân miệng ý an ủi an ổn họ, comfort, làm cho họ an ổn, họ liền hết bệnh. Bệnh thân thì làm sao hết được? Bởi vì đã có thân thì nhất định phải theo cái chu kỳ sanh già bệnh chết. Nhưng mà trước khi chết mà tâm người ta an lạc tỉnh táo thì là hết bệnh chứ gì đâu. Bởi vì thân thì không thể không bệnh, nhưng mà tâm có quyền không bệnh. Vì sao? Vì thân là cái tướng, có hình tướng, nhất định sẽ có hoại diệt. Còn tâm là cái vô tướng, mà cái vô tướng thì làm gì bị thời, bị hoại diệt. Mà bây giờ do cái thân bệnh mà tâm người ta khổ, bây giờ mình trở về mình làm cho tâm người ta an định, để người ta chấp nhận thân bệnh mà người ta giải khổ. Vậy có phải là dược sư không? Mình là ông thầy thuốc biết cách cho bệnh. Pháp Hòa ví dụ nè, ông thầy thuốc ông bắt mạch, ông biết cái người này 3 tháng nữa chết. Nhưng ông an ủi, ông nói thôi, tuy đa số bệnh này khoảng đó chết đó, nhưng mà phải uống thuốc mỗi ngày, cố gắng, biết đâu anh uống thuốc này và anh tin rằng anh sẽ hết bệnh. Tâm lý nó cũng một phần. Cho nên trong này mới có một câu nè, phải chú nguyện trong nước không có vi trùng. Ta nói rõ ràng mà, anh trì chú mà nước có vi trùng trong đó là thím cũng cứu không được, chứ đừng nói chú. Mà giờ cả hai luôn, nước có vi trùng mà đưa người ta uống, chú thím có mặt cũng chịu thua luôn. Thưa đại chúng, và kể quý vị nghe một câu chuyện. Pháp Hòa hơi nhiều chuyện á. Có một hôm á, Đức Bồ Tát Phổ Hiền nói với Thiện Tài đồng tử, hãy đi vô trong rừng. Đi vô trong rừng mà tìm những cái loại cỏ cây nào không phải là thuốc mang về đây cho ta. Ông đi từ sáng tới tối về, trong giỏ không có một cọng nào hết. Ngài Phổ Hiền mới nói, ủa, ta biểu ngươi đi tìm những cái cây nào không phải là thuốc mà. Nói dạ, con thấy cây nào cũng không phải là thuốc hết. Ngày hôm khác, Ngài nói vậy ngươi đi vô trong rừng, lựa những cây nào là thuốc mang về đây cho ta. Đi từ sáng tới chiều về cũng không có một cây nào có trong giỏ cả. Tại sao vậy? Nói dạ con thấy cây nào cũng là thuốc hết. Quý vị hiểu ý câu chuyện đó không? Nếu mà là thuốc thì cái nào cũng là thuốc. Còn nếu không phải là thuốc, thật sự nó là thuốc mà không sử dụng đúng nó, thì thuốc cũng trở thành ra thuốc độc. Pháp Hòa ví dụ, Tylenol có phải thuốc không? Nhưng mà nếu mà Tylenol uống đúng liều lượng thì Tylenol là thuốc. Nhưng mà vì nghĩ Tylenol là thuốc mà uống một chai vô để khỏi bệnh một năm thì cái đó cũng là hết bệnh, phải không? Nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ còn bệnh. Chết ngắt rồi. Cho nên đó là thuốc mà không biết sử dụng thì thuốc cũng trở thành ra độc.
Còn nếu mà là độc mà biết sử dụng thì độc cũng là thuốc. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Vậy thì dược sư là cái tính chất dược trong tâm của mỗi con người chúng ta. Ai cũng có bản năng để phân định dược tính. Mình sống với con mình riết á, mình biết tánh nó không? Biết tánh nó thì liền thành dược sư của nó chứ gì đâu. Cái thằng này nó nóng tánh lắm nè, cho nên bây giờ mình nói, mình nói mà nó cãi một hai câu là thôi mình nín, để mai mốt nó yên mình nói. Mỗi người con của mình hiểu tánh nó hết. Vậy mình là dược sư của con phải không? Biết tánh chồng không? Mình là dược sư của chồng. Biết tánh vợ không? Biết. Biết tánh vợ thì mình là dược sư của vợ. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng trở thành một đức Phật dược sư. Cho nên mỗi năm thắp một cây đèn cúng dược sư là gì? Nhắc nhở chúng ta phải thắp sáng lên cái tuệ giác và bản chất dược sư của mình, để mình ứng dụng một vị Phật dược sư cho đúng nghĩa. Cầu nguyện. Cầu là gì? Là mong muốn. Nguyện là làm. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Xin Phật phù hộ cho gia đình con từ lớn tới nhỏ bình an vô sự. Nhỏ lơ nói, người lớn nói, người nhỏ nghe, người nhỏ biết kính người lớn. Đó là mình cầu. Rồi bây giờ mình phải nguyện, tức là mình phải làm đúng. Mình làm mẹ mà đôi khi mình không chịu nhịn con, mình cứ lấy tao là mẹ, tao mắc gì nhịn, thì không bao giờ nhà đó ổn định được. Làm mẹ làm ba mà đôi khi phải hiếu thảo với con, chứ đừng bắt con nó hiếu thảo với mình. Đa số mình nghĩ một chiều à, con phải hiếu thảo với cha mẹ. Mà chữ hiếu là gì? Là đối đãi tốt với nhau. Thí dụ khách tới nhà mà mình tiếp đãi khách ân cần thì mình kêu là gì? Hiếu khách. Mình có ăn mà mình không giấu giếm thì gọi là hiếu ăn. Vậy thì tại sao mình không hiếu được với con? Mà mình chỉ hiểu có một chiều là con phải hiếu lại với mình. Hàng xóm không hiếu với nhau, cho nên rồi mình đi làm, nó đưa xe truck vô nó khiêng hết hàng xóm đứng ngó, không thèm kêu. Tại vì bình thường mình không hiếu với người ta, thì bình thường ta cũng chẳng hiếu lại với mình. Cho nên cái chữ trì chú là gì? Trì chú nghĩa là chúng ta đưa tâm an tịnh của chúng ta vào đó. Có nhiều khi cái người đó người ta khổ, người ta tới với mình, mình đâu có biết làm gì đâu, nhưng mà với cái tâm an lành của mình ngồi kế bên, mình nắm tay người đó, mình xoa dịu người đó, người đó cảm thấy an ổn. Không biết có bao giờ quý vị đã từng làm như vậy cho một hai người thân của mình. Mình chưa giải quyết được gì cho họ, nhưng mà với cái tấm lòng tình thương của mình ngồi kế bên, mình đã làm cho họ an ổn rất nhiều. Vừa rồi ở bên Atlanta có ông bác dẫn một người con tới, nói thầy chữa bệnh giùm con gái con. Con gái con nó tê, nó đau nhức toàn thân. Phá Hòa nói trời Phật, Phá Hòa đâu biết vụ này bác. Bác nói không, kỳ thầy nhớ không, 2 năm trước thầy qua đó, cái cánh tay con đau 20 mấy năm không hết á, con lợi cái thầy vẽ gì đó không biết nữa cái con hết. Bác còn diễn tả nữa, bác nói thầy thấy con không giờ. Mô Phật, em có biết làm gì đâu. Nhưng mà tại vì cái bác đó bác muốn quá thì mình cũng gửi cái thiện lành của mình đến với bác thôi. Từ chối không được thì cũng nắm tay con bác. Gửi cái năng lực một chút như vậy. Cho nên thưa đại chúng á, ví dụ như mình bới chén cơm cho con mình mà mình bới bằng cái tâm sân. Đi cho đã về báo tao nghe. Mày đi đâu mày đi cút cho rồi đi. Bới cơm cho con ăn mà lúc nào cái tâm mình cũng sân giận như vậy. Tình thương của bình thường của một người mẹ còn không có, thì làm sao nó con nó cảm được cái gì đối với mình. Hễ mà cái tâm vậy thì để chén cơm xuống nó phải vậy à, nè ăn đi rồi đi. Đi là nói đánh đầu nó đó, thấy không? Mà đi ăn rồi mà đi nghe không, mày báo đời, thí dụ vậy. Cho nên cái tâm mình sao thì nó sẽ biểu lộ như vậy. Bây giờ ngược lại, con mình nó đi mấy tháng trời, bữa nay nó mới về. Mình đem hết cái tình thương của người mẹ, hy vọng nó nhận ra cái tình cảm này. Nó ở nhà với mình được 5 bữa 10 ngày, kệ, 10 ngày nó ở với mình đỡ lo được 10 bữa.
Nó đi mình không biết nó đi đâu, và không biết lúc nào mình phải nhận những cái tin không lành về nó. Thôi bữa nay nó ở nhà được chứ mình 10 ngày mừng. Đó, đó là trì chú đó. Đó là trì chú đó. Còn muốn biết 108. Trời, có một câu hỏi mà nó mất. Quý vị về nghe Pháp Hòa giải cái bài Tràn Chuỗi Niệm Phật. Pháp Hòa giải thích ý nghĩa 108 hộp. Còn ở đây thì Pháp Hòa chỉ nói như vậy thôi, để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của Kinh Dược Sư. Quý vị biết không, hồi xưa Ngài Huyền Trang á, cái Kinh Dược Sư mình đang tụng đó là Ngài Huyền Trang dịch đó nha. Ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán đó. Thì có một hôm á, Ngài dịch Kinh Dược Sư mà dịch tới một cái đoạn kinh mà nó sâu sắc mà nó hay quá đi. Ngài cầm quyển Kinh Dược Sư lên, Ngài đội trên đầu. Ngài cầm quyển kinh, Ngài đội trên đầu. Tại sao Ngài Huyền Trang lại có hành động như vậy mà Ngài là một bậc đại pháp sư? Bởi vì Ngài đã thẩm thấu được cái ý nghĩa sâu sắc của cái quyển Kinh Dược Sư đó. Quý vị về kiếm nghe cái bộ đó, Tỏa Ánh Lưu Ly. Còn quý vị muốn hiểu Kinh Địa Tạng, tìm bộ Địa Tạng nghe 18 dĩa. Quý vị muốn hiểu Kinh A Di Đà, kiếm bộ Mười Phương Sen Nở nghe. Em không dám nói, nói ra sợ không chịu ghi xuống, nó thôi dài quá khỏi nghe. Bộ Kinh Di Đà có cái tựa là Mười Phương Sen Nở. Quý vị muốn hiểu được 500 danh hiệu Quan Âm mà quý vị thường lại đó, Ngũ Bách Danh Quan Âm đó, quý vị về nghe cái bộ đó, và có giải thích 500 danh hiệu Quan Âm. Bộ đó tên là Diệu Dụng Quán Âm. Cho nên không chịu tu thôi, chứ nếu mà chịu tu thiếu gì để nghe. Không có thì giờ nữa, thì giờ đâu nghe chuyện khác. Bây giờ là đúng khoảng thời gian mà quy định rồi đó, mình có thêm chút được nữa không? Vài câu nữa ha. Chúng con vô cùng hoan hỷ được đón tiếp thầy trở lại Nam Cali, kính xin thầy từ bi giúp con một việc. Từ khi con phát tâm tu học Phật tới nay, mỗi khi con làm một điều gì tốt hay không tốt thì ông xã của con đều đem chuyện tu học của con ra để phê phán. Con rất lo lắng sợ ông xã con tạo khẩu nghiệp, nên con khuyên anh ấy không nên đem chuyện tu học ra mà phê phán, như vậy sẽ mang tội. Nhưng khi con nhắc nhở như vậy thì hình như anh ấy không vui và càng phê phán con nhiều hơn nữa. Gặp em cũng làm vậy luôn. Thưa đại chúng, câu hỏi rất thật, rất thật. Bởi vì trong ánh mắt của những người chưa tu, người ta luôn luôn đặt để một cái khung cho người tu rất lớn, mà người ta quên rằng mình chỉ là người tu, nghĩa là người đang sửa chứ không phải người đã thành. Người ta quên cái đó. Người ta cứ nghĩ tu là thành, nhưng mà chữ tu nghĩa là sửa, chỉnh. Nhưng mà đa số người ta đặt một cái khung, hễ mà người ta thấy mình từ trong chùa bước ra là người ta lấy cái khung đó người ta ấn vô liền, phải 100% nghe không? Mình mà lãng quạng chút nữa, đó thấy chưa, đi chùa đó, tu đó, thầy bà dạy bà vậy đó hả? Bà nghe pháp nhiều quá nghe vậy đó phải không? Vâng vâng. Ở đây là cái phần của cái người chưa tu là người ta có cái khung người ta đóng vô cho người tu. Nhưng bây giờ tới phiên mình. Mình là người tu, tức là mình đang là cái người học tu, mà mình cũng thiếu cái sự chánh niệm để ứng dụng cái tu của mình trong mọi lúc, cho nên mới dễ dàng bị người ta phê phán. Pháp Hòa ví dụ, mình ăn chay, cái chuyện ăn chay là chuyện của mình, không có cần phải đóng một cái khung ăn chay cho bài bản, đóng một cái tủ riêng để chén, dĩa, muỗng, dao, nồi, chảo riêng, dán lên chữ vật dụng để nấu chay.
Rồi bữa nào mà ai đó mở cái tủ đó ra mà ăn nhầm, mình bỏ cái chén đó, mình nói hết chai rồi. Cái chén thì biết chén riêng để dành ăn chay, dĩa riêng, cái gì cũng riêng mà không bao giờ có bộ răng riêng. Nếu mà phải có bộ răng riêng là bộ ăn thịt, bộ ăn rau. Mình hiểu lầm cái chữ chay. Cái nồi đó hôm qua nấu cá, hôm nay rửa sạch nấu chay, nồi đó vẫn là nồi chay. Bởi vì chính mình cũng không đóng được một cái khung tu cho mình, thì làm sao mình không bị người ta lấy cái khuôn khác ta ấn vô. Đi vô trong hãng, bữa nay rằm ta mới xài, mỗi bữa nghe kêu chị ngồi đây ăn với em, ngồi cho vui. Bữa khác tới phiên mình ăn chay, ê ê xích xích ra coi chừng nước mắm văng. Đấy. Bình thường ăn với người ta biểu người ta lợi ngồi chung, bữa nay chỉ mang một cái nhãn hiệu ăn chay thôi, biểu người ta please be away from me. I am ăn chay. Đó. Tức là mình tự mình không biết cách tu, cho nên người ta mới có cái cơ hội để người ta chế nhiễu mình. Còn nếu mình đã khá khá rồi mà thỉnh thoảng chánh niệm đi chơi cũng còn sân si hay cái gì đó mà bị ta nói, mình nói vậy nè, ông có thấy là hồi trước tôi chưa tu, tu hoành hạnh 100% phải không? Bây giờ tôi tu, ông thấy tôi được phân nửa không? Tôi được phân nửa là ông cũng đỡ lắm rồi, ông muốn gì nữa? Nhưng mà mình phải biết cách tu. Ví dụ mình tụng kinh phải không? Mỗi tối tụng kinh. Bữa nào bạn ổng tới chơi, lố cái giờ mình tụng kinh, đi kiếm chỗ vô phòng ngồi niệm Phật, trì kinh gì đó, mặc áo chàng vô beng beng beng, nguyện đem lòng thành kính, hai ổng ngồi vô vô. Trời đất ơi, ở dưới này ta nhậu mình, đây mình gói chuông mình tu, mình không biết ứng dụng giờ tu. Mình đã là người biết chạy, đừng có ngại phải lui lại đi bộ với người ta. Mình không phải Phật, không phải chỉ chứng cho mình có ngày đó. Cái chuyện ổng nhậu là lâu lâu có một bữa, bạn ổng tới chơi. Còn cái chuyện mà mình tụng kinh là chuyện hà rầm của mình. Mình tụng mỗi ngày ổng không nói gì hết, ổng đã chiều mình nhiều bữa thì thôi mình chiều lại ổng bữa đi. Thật sự thưa đại chúng, tu là gì? Một bên thẳng thiện bên dùng, mà cả hai mà thẳng thì sẽ cùng đứt dây. Được chưa? Mình là người tu á, là mình sẽ chịu hy sinh, thậm chí chịu lép phần mình mà được cho phần người. Người tu là phải vậy, để nó hiển lộ được cái hạnh đức của người tu. Nhưng mà xin thưa, nếu mà lỡ chú ở nhà có nói gì ở đó, cô cũng đừng sợ chú bị khẩu nghiệp. Thay vì mình thật sự ra, có nhiều khi á, cái duyên của chú chưa tới, cái trần nghiệp của chú nó khá. Giờ mình phát tâm mình tu đi, đừng nói gì, đừng sợ gì hết, bình thường. Rồi cố gắng hết mức của mình, mà mỗi lần ông nói gì thì mình âm thầm mình nguyện cho ông tiêu trừ được cái nghiệp mà chưa có nhìn ra cái thiện lành. Tại sao có những khi người ta bố thí mà mình cũng nói? Thưa đại chúng, nếu người ta muốn nói rồi, không đợi tới phiên mình là cư sĩ tại gia đâu, thầy tu họ cũng nói như thường. Nếu họ muốn nói, thầy tu họ vẫn nói. Và nếu người ta đã muốn nói rồi, chùa mà lớn cất khang trang người ta cũng nói, chùa mà lụp sụp người ta cũng nói. Người ta muốn nói rồi thì ta cái gì ta cũng nói được. Thôi thì mình người tu, tu là gì? Là chỉnh, là sửa. Đôi khi mình phải đứng về cái phần lép chút để nhường cái phần hơn cho người. Và khá hơn chút nữa thì mình tu sao để cho người khác đừng thấy cái tu của mình. Muốn như vậy đừng có quá câu nệ hình thức. Hình thức cần có, chẳng hạn như mặc áo tràng, tụng kinh, ăn chay, nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp nên miễn. Ví dụ như quý vị đi vô trong bệnh viện cầu nguyện cho người sắp mất,
Ở trong bệnh viện không phải là cái chỗ để mình có được một cách thoải mái. Cái quan trọng mình vào trong đó với tâm thành của mình niệm Phật an định cho tâm người mất. Không cần hình Phật, không cần lư hương bình bông, không cần chuông mỏ. Mình tụng sao mà y tá, bác sĩ, người bệnh gì họ nói ông đó chưa chết mà tôi sắp chết. Sách chuông, sách mỏ vô để gọi là hộ niệm người chết. Cái người chết, người ta khi người ta sắp mất tâm, người ta loạn lắm, tâm người ta hốt hoảng vô cùng. Tại vì cái lúc có cái giây phút đó là giữa cõi sanh tử nó giao đấu với nhau, người ta cần sự an tịnh. Cho nên mình tới đó mình phải an tịnh cái tâm thành của mình bằng câu niệm Phật, tụng kinh cho thanh thản. Trời ơi, đem nguyên bộ chuông mỏ vô, A di ri đô bà tì, A di ri đa tức tam bà tì. Rồi y tá bác sĩ nó vô, nó nói cho tôi vô tôi khám được không? Đừng đúng, đừng đúng, đúng người này sân. Trời đất ơi, người chết chưa sân ở đâu mà thấy bác sĩ sân rồi đó. Rồi để vậy con cháu người ta buồn, người ta khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tại sao không cho khóc? Miễn ta đừng rên thôi chứ. Cái emotional, cái cảm xúc của người ta mình cấm khóc làm sao? Cho nên mình đi vô trong cái chỗ hộ niệm, mình làm, mình muốn cho người ta yên tịnh mà chính mình làm loạn đó. Chính mình loạn á, mình la người này không được khóc, mình biếu người kia phải đi ra. Mình la người nọ không được đụng, mình biếu người này cầm Phật Di Đà lên, đứng ngay trước mặt. Banh qua mắt người chết lên. Thấy không? Thấy Phật Di Đà không? Mình biếu người ta tịnh mà mình chính mình bưng hình Phật Di Đà bánh mắt lên nghe nè ngó. Ôi cha ơi, người ta thấy như vậy đó, người ta quải lắm. Không có phải đâu. Cho nên mình muốn truyền bá đạo Phật mà mình không biết cách đó, là mình truyền không có đúng. Pháp Hòa không có nói mấy cái đó sai đâu, nhưng mình phải làm sao cho nó nhẹ nhàng. Cái người mất á, mặc dù người ta nằm đó đó, người ta không biết gì hết trơn á, nhưng mà tâm thức người ta rành rõ lắm. Mình tới mình nhỏ bên lỗ tai ta nghe ta biết hết. Đừng có đợi người ta. Có cái cô đó, bữa đó chị của bệnh tưởng chết á, lắc chị thầy Pháp Hòa vô thăm chị nè, chị muốn nói gì với thầy không? Pháp Hòa nói trong bụng, bả mà ngồi vậy nói tôi đâu cần đứng đây. Ý cô muốn nói là giống như chị cũng muốn nhắn gửi gì thầy, chị muốn làm sao mà người ta nằm đó, người ta bác sĩ nói là chị có thể là sắp mất trong một vài phút nữa đó. Tới hồi mà xong chuyện mà mới chọc cổ và nói trời ơi, bữa vô mà cô nói và nói bụng quá nha. Pháp Hòa nói chị của cô mà ngồi vậy được là tôi với bà đâu cần ngồi đây. Đứng tới 3 giờ sáng. Rồi vô đó 3 giờ sáng mà đứng niệm Phật rồi an ủi cho người nhà, nói chuyện với người mất cho tới 6-7 giờ sáng mới về. Phải không? Mà mình cứ người ta sắp mất cứ lắc người ta mà biểu đừng lắc, đừng đụng, rồi banh mắt người ta lên rồi làm lung tung lên hết. Cái cách mà hộ niệm cho người mất hay nhất là tới an tịnh, niệm Phật trong nhỏ nhẹ, chánh niệm, không cần chuông mỏ chi hết. Đừng làm phiền người khác. Là ngay giây phút đó, cảnh đó là cảnh tịnh độ. Mình niệm Phật làm sao cho người mất được an tịnh. Cho nên nhiều khi chính mình không khéo, mình cũng làm cho người ta nhìn đạo Phật mình với một cái nhìn không có hay. Chính mình không có ứng dụng đúng. Con nghe nói đạo Phật hồi xưa của tiểu thừa là không có cúng lại cầu an, cầu siêu, độ vong gì hết. Có thật vậy không? Xin thưa là I don't know. Ở đây mình cần phải xác định cái chữ tiểu thừa. Không có gọi tiểu thừa, mà chúng ta xác định là nguyên thủy. Cái thời của Phật
không có vấn đề cúng cơm, nhưng mà cầu an cầu siêu thì có thể có. Thí dụ như người thân mất, đến nhờ Phật gửi lòng từ bi hộ niệm cho người thân, để người đó được sự đi trong thanh thản nhẹ nhàng đó. Còn cái chuyện mà cúng cơm độ vong là bởi vì như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thay vì mình bỏ mặt không nói gì hết, bây giờ mình mỗi người chúng ta gửi cái năng lượng. Có nhiều khi á, quý vị dẫn con lên, khi mà nó quá ể là nó hư rồi, nhờ thầy nói cho nó, để mà thầy khuyên nó. Quý vị tin là Pháp Hòa khuyên được không? Không khuyên được. Làm sao? Giữa thầy với nó chưa hề quen biết gì hết, nó chưa có cảm tình gì với thầy, thầy cũng chẳng biết nó là ai, mà thầy cũng chưa hề biết bệnh tình của nó, nó cũng chưa hề biết mình là gì. Và nó mấy chục năm, nó huân, mười mấy năm nó huân cái kiểu đó, làm sao một buổi mình nói nó nghe? Nhưng mà tại sao mẹ nó dẫn lên và thầy vẫn nhận lời? Là bởi vì đó là từ tấm lòng của người mẹ, mong được nhờ năng lực một chút của một vị thầy, thầy nhận ra điều đó. Cho nên thầy nói là thay vì mình không nói gì hết với nó, thôi thì mình cứ nói cho nó một vài câu, coi như là gieo hạt giống, thêm một giọt nước vào mảnh đất khô cằn của nó. Tuy chỉ là một giọt nước, nhưng chúng ta đã bày tỏ được thiện tâm thiện chí của mình qua cái cách khuyên đứa nhỏ đó. Cũng như thế đối với người mất, người nào thì có nghiệp nấy, nhưng đối với người mất, họ tuy họ như vậy, nhưng chúng ta gửi thêm một năng lượng bình an, khuyên nhắc họ, thì biết đâu họ sẽ thấy con đường để họ đi. Pháp Hòa ví dụ một cái người mù, họ đang đi, họ mình đi phía sau, mình thấy họ sắp sửa bước chân xuống cái vũng lầy, mình chỉ cần la lên: "Ê chú ơi, ở trước mặt chú là vũng lầy", thì họ dừng cái chân họ lại được. Mặc dù mình chưa biết họ đi đâu và chỉ họ đi đâu, nhưng ít ra mình cũng khơi lên một chút: "Chú ơi, trước mặt chú là vũng lầy." Nếu họ không nhúng vào vũng lầy thì có thể họ còn đi được cái điểm họ muốn. Chúng ta làm một tâm niệm của chúng ta. Một chiếc que diêm bật lên, tuy không làm sáng được căn phòng, nhưng ít ra cũng làm cho người ta thấy được cái công tắc đèn ở đâu để người ta bật lên làm sáng cả căn phòng. Chúng ta mỗi người hãy cứ là một chiếc que diêm. Mà 1000 diêm que, một diêm có thể không thắp sáng được căn phòng, nhưng nếu trong phòng tối mà 1000 người đứng đó, mà 1000 người bật diêm quẹt lên, thì nhất định căn phòng đó sẽ có 1000 ánh sáng hơn một ngọn. Tại sao chúng ta không gửi một lời bình an của chúng ta đến cho người thân của chúng ta? Phải không? Một tâm niệm còn hơn. Cho nên đối với Pháp Hòa, thậm chí Pháp Hòa đi tụng kinh cho những, đặc biệt là các em nhỏ nha, mấy em nhỏ nhỏ mà nó mất Pháp Hòa thương lắm. Đến đó lúc nào Pháp Hòa cũng đứng bên cạnh đó. Đời này kiếp sống của con tới đây, nhưng thầy mong con nghe được lời của thầy, hiểu được cái tấm lòng của thầy dành cho con, mà con hãy nhẹ nhàng chấp nhận và nguyện cho con đầy đủ duyên lành, sanh vào những cảnh giới an lành, thiện duyên, thuận duyên khác, không cần quen biết. Nhưng mà Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ mà nó mất, Hòa thương lắm. Thậm chí có những đứa mà không, đâu có đi hộ niệm cho nó đâu, nhưng mà người nhà nó đem tấm hình lên, Pháp Hòa luôn luôn đứng ở trước cái hình của mấy đứa nó. Tại vì Pháp Hòa biết cái tâm mình giao cảm với nó thì nó sẽ có mặt và nó sẽ nghe mình. Thưa đại chúng, có những cái chúng ta không thấy, không lấy cái mắt nhìn, cái tai nghe để chúng ta có thể nhận biết được, mà những cái đó bất khả tư nghị. Phải không? Yeah. Cái thời nguyên thủy của Phật là vậy, chứ không phải là tiểu thừa. Thật sự cái ý của tiểu thừa là cũng đúng thôi, tức là cái thời đó, nhưng mình dùng cái từ cho nó dễ hiểu hơn là thời nguyên thủy và thời Phật giáo phát triển. Cũng giống như bây giờ là Phật giáo nước ngoài, thật Phật giáo phát triển, phải không? Mình ở nước Mỹ đó, quý vị thấy cái tang lễ nước Mỹ khác với tang lễ Việt Nam không? Khác lắm. Tại vì ở Việt Nam nó có những cái phong tục tập quán của Việt Nam.
Ở nước Mỹ thì mình gia giảm đi, cũng không ngoài cái ý, mục đích chính là vẫn siêu độ, nhắc nhở cho người mất, nhưng không cần nhiều cái lễ nghi theo cái phong tục ở Việt Nam. Ví dụ ở Việt Nam mới vừa mất, người ta lấy vải vụn á, người ta nhúng vô dầu lửa, người ta cột bốn cái chân giường. Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Tại sao người ta cột dầu lửa ở chân giường? Biết không? Tại vì ở Việt Nam á, kiến nó nhiều lắm. Một khi mà nó sense được, nó ngửi được cái mùi của một cái xác chết á, là nó sẽ theo cái thành giường nó đi lên. Cho nên người ta mới lấy cái dầu lửa, người ta nhúng vô giải đó, người ta cột bốn cái chân giường là để cho cái dầu lửa nó làm bán đi cái mùi mà kiến nó không bu tới. Ở đây nó đâu có chuyện đó mà mình chi phải làm chuyện đó, mà nó không cần thiết, phải không? Cái đó nó không quan trọng gì hết á. Ở Việt Nam á, chết ở trong nhà, cho nên người ta mới làm một cái chén cơm để ý nghĩa là cầu cho cái người mất đó đi trong cái no đủ. Rồi ta luộc cái trứng gà, phải không? Luộc cái trứng gà ta để lên cái chén cơm đó. Biết tại sao không? Bởi vì cái trứng gà luộc đó, đó tượng trưng cho âm dương. Trồng trắng là dương, trồng đỏ là âm. Ý muốn nói người này mới vừa mất đã thành người âm, nhưng mà chưa đi chôn, vẫn còn ở cõi dương. Cho nên để cái trứng gà là biểu tượng là người này đang ở trong cái giao thoa của âm dương. Bây giờ mình mất xong, mất ở trong bệnh viện mấy tiếng đồng hồ sau thì họ đưa vốn nhà xác, mình đâu cần để chén cơm đó anh chị. Và ngày xưa người ta không có khoa học, cho nên người ta để 8 tiếng 10 tiếng để người ta xác định người này hoàn toàn đã mất. Ngày nay sau một thời gian, bác sĩ vô để cái ống nghe ở những chỗ có mạch để xác định người này đã chết mới ký giấy cho mình đưa về nhà xác. Chứ còn bác sĩ chưa ký là mình chưa được quyền đem đi. Thì cái ý mà người ta để 8 tiếng là vậy đó. Mà mình hay dùng cái từ là thần thức xuất ra từ đó, đó. Nghĩa là xác định người đó đã mất ở những cái, tất cả những cái mạch nguồn của người đó đã hoàn toàn mất. À, kính thầy giảng nghĩa câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con hay chào nhau câu A Di Đà Phật. Có một vị Phật tử bắt lỗi bảo rằng thiếu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bất kính với Phật. Cái này thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật luôn á. Thưa đại chúng, chữ Nam Mô nghĩa là gì? Chữ Nam Mô có 6 nghĩa: cứu cánh, cứu ngã, độ ngã, quy mạng, kính lễ, vân vân, 6 nghĩa. Mà bởi vì nó nhiều nghĩa cho nên chúng ta để nguyên chữ đó là Nam Mô, bởi vì Nam Mô là tiếng Phạn. Và vì chữ Nam Mô có 6 nghĩa cho nên chúng ta không dịch. Và nếu có dịch á, thì thí dụ dịch được nghĩa này thì nó lại không đủ nghĩa kia. Chẳng hạn như mình dịch là kính lại Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là kính lại Phật A Di Đà thì cũng nghĩa là Nam Mô đó. Nhưng bởi vì chữ Nam Mô 6 nghĩa cho nên giờ mình gọn lại, không cần nói 6 nghĩa, nói chữ Nam Mô. Và đồng thời chữ Nam Mô bây giờ đã trở thành một cái chữ, nó đã ăn sâu vào trong tất cả mọi cái sinh hoạt của đệ tử Phật rồi. Nghe chữ Nam Mô thì mọi người đều phát tâm hết. A Di Đà Phật có 3 nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thay vì mình gặp nhau mình nói tôi xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, người ta nói mình cải lương dài dòng. Bây giờ mình gom gọn lại A Di Đà Phật, nghĩa là tôi xin chúc cho anh lúc nào anh cũng có đầy đủ ánh sáng, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ công đức. Cho nên mình gặp nhau mình mới A Di Đà Phật. Còn cái chữ Nam Mô không cần. Nếu muốn cũng được, mà giảm đi cũng chẳng sao. Nhưng mà khi nào mình niệm danh hiệu của Ngài, thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để biểu lộ đầy đủ cái câu đó là con xin kính lại Đức Phật A Di Đà,
Ở trường học Phật tử chào nhau thì lấy ý nghĩa của chữ A Di Đà ra để cầu chúc. Cầu chúc cho anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ở trường hợp này lấy ý nghĩa của Đức A Di Đà để cầu chúc cho nhau chứ không phải là kính lại Phật, cho nên chữ Nam Mô có thể giảm. Còn trường hợp nếu mình đến bàn thờ Phật, mình lễ Phật thì mình đọc nguyên câu Nam Mô A Di Đà Phật để nói lên sự cung kính của mình. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái bác đó, mình bác đó tên là Trần Văn Nam. Nhưng mình gặp bác mình nói: "Ô dạ con xin kính chào bác Trần Văn Nam." Hay là mình chỉ nói: "Dạ con chào bác Nam." Nhưng mà khi mình lên một cái buổi lễ mình giới thiệu thì mình phải giới thiệu đàng hoàng: "Con xin trân trọng giới thiệu, đây là bác Trần Văn Nam." Đúng không? Vì trong buổi lễ trịnh trọng thì mình phải đầy đủ tên họ ta. Nhưng mà ở trường hợp mình gặp bác á, mình không cần phải nói: "Dạ con kính chào bác Trần Văn Nam." "Dạ xin lỗi bác gái Nguyễn thị gái đâu rồi?" Cái đó ta phiền lắm. Ta nói sao cứ kêu tên tôi ra chửi hoài. Quý vị thấy được cái ví dụ đó không? Cái trường hợp gặp nhau là A Di Đà Phật, là chúc nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Còn trường hợp kính lễ ở một cái buổi lễ trang nghiêm thì đầy đủ chữ Nam Mô. Nhưng mà có cái trường hợp là bởi vì mình niệm thánh hiệu của Phật, quan trọng là câu cấu nó đều đặn. Thỉnh thoảng có người ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu bắt lỗi là gặp nhau chào phải đủ Nam Mô, vậy sao lúc mình niệm A Di Đà Phật mình không nói? Rồi bây giờ theo người Hoa: "A Mi Tô Phô, A Mi Tô Phô, A Mi Tô Phô." Trời ơi nhanh quá. Mà cũng có A Di Đà Phật thôi, phải không? Thành thử ra không nên bắt lỗi cái kiểu này. Thôi nhưng mà cũng là cái tâm thôi. Nhiều khi không hiểu thì nói. Bây giờ mình đã nói ra rồi thì mình cùng nhau mình học. Gặp nhau là A Di Đà Phật, hễ kính lễ trang nghiêm thì Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trong phương pháp hành trì, thí dụ quý vị đi kinh hành, đi bốn chữ sẽ dễ đi hơn. Thí dụ như ở nhà mình niệm một mình á, bước chân trái A Di, bước chân phải Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc trong khi mình ngồi thở nè, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, nó bốn chữ thì nó dễ cái quân bình cái hơi thở của mình hơn. Có nhiều người ta gặp Nam Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. giờ thêm nãy chú. Thưa đại chúng, ở Việt Nam cái cô có một câu hỏi là nãy thầy có giáo dụ và cái trứng gà, rồi giờ có người chết tại Việt Nam để cái nãy chuối phải không? Ở bên Việt Nam á, người ta quan niệm, người ta sợ khi mà cái người mất á, để Việt Nam thì ở trong 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 gì trong vườn, trong rẫy, trong ruộng, thì đôi khi nó có một con mèo, mà có con mèo này nó có cái tên là Linh Miêu, nó là con do rắn và mèo kết hợp mới sanh ra nó, chứ không phải con nào cũng Linh Miêu đâu. Nó một loại mèo đặc biệt là do rắn và mèo kết hợp nó mới sanh ra cái con mèo đó. Thì cái con mèo đó nếu mà nó phóc qua cái người mất thì cái người mất bật ngồi dậy. Bật ngồi dậy thôi chứ không phải bại chạy đi. Không phải kiểu vậy rồi mà sợ phải không? Bật ngồi dậy. Cho nên ta để cái nải chuối người ta dằn. Cái ý thứ hai á, là cái nải chuối đó thường là nải chuối sống. Để khi mà cái hơi hám, cái mùi của cái người mất á, cái mũ chuối á, nó hút. Cho nên khi mà liệm cái người đó rồi đó thì cái nải chuối đem ra ngoài sân á, người ta đạp bỏ chứ không dám để bậy. Sợ người khác ăn vô người ta bệnh. Cho nên thường cái nải chuối mà liệm rồi đó đem ra lấy chân đạp lên cho nó hư hết đi. Đừng để những cái đứa nhỏ do nghèo đói mà nó đi tới nó lượm ăn, nó mắc bệnh tội nó. Là vì người ta nghĩ rằng cái hơi của người mất nó rút vô trong cái nải chuối đó. Ở đây mình cần không?
không cần, mặc dù chú thiếu gì. Thôi mình ráng chút nữa được không? Còn hai câu nữa à? Để không thôi mấy vị khác. Ủa còn nữa. Cảm ơn thầy cho con bài giảng hôm nay. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con về Việt Nam thăm quê và một lần đi thăm chùa. Bữa cơm trưa tại chùa, con thấy có một số đại chúng và thầy có dùng bia với cơm trưa, làm con cảm thấy vân vân, con không biết chùa có nên dùng bia hay không. Câu hỏi không có ý đả kích, kính xin thầy phân tích. Dạ cảm ơn Phật tử. Dạ thưa, thì dĩ nhiên là đúng nguyên tắc là nhà chùa không có uống bia uống rượu gì hết. Còn cái trường hợp mà có bia có rượu này thì thiệt sự là chắc có lẽ là do một cái trường hợp đặc biệt nào đó mà nó ngoài cái tầm, cái phạm vi của Phật Pháp. Thì thưa đại chúng, có những thầy là thầy chùa chứ không phải thầy tu, tức là ở chùa vậy thôi chứ không tu. Còn thầy mà ở trong chùa mà có tu kêu thầy tu. Mà thầy tu này, còn thầy chùa thì nó lắm. Thì thôi thì mình cứ nhận ra như là một cái hình ảnh không dễ thương, không đúng, lỡ mình thấy. Thì nếu như mà lỡ thấy hình ảnh này thì mình xác định đây không phải là hình ảnh của người Phật tử hay là của đệ tử Phật. Đừng phê, đừng có chỉ trích và đừng có nói gì hết. Nếu ai hỏi thì mình chỉ xác định dạ cái đó không phải. Vậy thôi. Trong tất cả chúng ta, ai cũng có những cái sai của mình. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như cái tiệm đó người ta mở, ta làm ăn theo cái nghĩa là, thí dụ giờ ta nói ta làm ăn bán nước ngọt, ví dụ đi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái hình tướng bên ngoài thôi. Có thể bên trong ta làm những cái điều buôn bán không có đúng, mình cũng đâu biết. Thì thôi mình nhận cái gì mình biết cái đó thôi, chứ còn không ai có đạo nhãn để mà xác định gì. Nhưng mà trước mắt quý vị thấy bây giờ Việt Nam cũng giả nhiều lắm, phải không? Có nhiều khi người ta giả là một cái người xuất gia để người ta có được cái nhu cầu đời sống của người ta. Rồi ban đêm ban ngày người ta đi khất thực, rồi ban đêm về người ta làm những cái điều ăn nhậu không đúng, thì hình ảnh của người tu bị rất là nhiều. Thì mình cũng nhận ra đây như là một hình ảnh không đúng của Phật giáo vậy thôi, chứ không phải là các thầy là như vậy. Nếu thầy đó thật tâm tu là thầy dứt khoát thầy không làm điều đó. Còn thầy đó không phải có tâm tu thì thầy dù có ở chùa thầy cũng làm điều trật như thường. Bởi vì xuất gia nó có bốn loại: thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có những người thân xuất gia mà tâm họ không xuất gia. Mà tâm không xuất gia thì họ có thể có hình tướng đầu tròn, mặc áo tu ở trong chùa, nhưng mà hoàn toàn tâm tư họ không thương tiếc gì hình ảnh của Phật tử hết. Đó là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hạng thứ hai là có những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chẳng hạn như quý Phật tử, có thể có những người hoàn cảnh chưa cho phép mình đi xuất gia, nhưng mà tâm tư của quý vị đã hướng về nẻo đạo một cách thuần túy. Đó là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Có những người tâm người ta tu, thân tướng người ta tu luôn, cái đó gọi là thân tâm đều xuất gia. Chẳng hạn như tất cả những vị tăng ni có thật tu và đang hành đạo, đang tu tập. Và có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn, tức là sống rất là buông thả. Thì trong giới xuất gia nó cũng có bốn dạng như vậy, phải không? Dạ. Thành thử ra có những người, người ta từ sáng đi ra tối, tức là từ trong cảnh an vui mà đi vào cái chỗ đau khổ. Và có những người, người ta từ tối người ta ra sáng, ta lầm đường lạc bước, bây giờ người ta biết hướng về nẻo thiện. Qua 6 lần kết tập kinh điển của Phật giáo, các kinh như Di Đà, Phổ Môn, Pháp Hoa, Địa Tạng dường như được đưa vào kết tập lần thứ tư tại Pakistan, nhưng không được chư tăng chấp nhận là giáo lý của Đức Bổn Sư. Ngày nay các nước như Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn đa số tu theo pháp môn Tịnh Độ,
mà đấng giáo chủ là Đức Phật A Di Đà. Vì luôn quán tưởng và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và có vẻ giống như các tín ngưỡng theo nhất thần giáo. Trong thời kỳ này vẫn còn là thời kỳ độ sanh của giáo lý Đức Phật Thích Ca, chẳng lẽ chư Phật dẫm chân lên trong vấn đề độ sanh ư? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là nếu như mà mình đề xướng cái pháp môn tịnh độ, có một vị giáo chủ và chỉ biết Phật Di Đà thôi thì giống như là nhất thần giáo quá. Vì có một cái đạo giáo gọi là nhất thần, đó là một ông thần thôi. Dạ thưa không, nếu như ai tu tịnh độ, học giáo lý tịnh độ mà chấp trước theo cái đường lối nhất độc tôn duy nhất thì người này mới lọt vào tà kiến của tịnh độ. Chứ còn đúng cái tinh thần của tịnh độ là không có phải nhất thần như vậy. Mà đồng thời chư Phật cũng không dẫm chân, mà bởi vì Đức Phật Thích Ca muốn cho chúng sanh phát tâm tu theo tùy mọi cái hoàn cảnh, tùy mọi cái phương tiện khả năng của mình mà tu tập. Bây giờ nói về lịch sử, khi mà vợ của vua Tần Bà Sa La, tức là bà Vi Đề Hy, bị người con tên là A Xà Thế làm khổ, tức là nhốt cha vào trong ngục muốn chiếm ngôi vua, mẹ ông cấm mọi người không được đi thăm bệnh, không được đi thăm tù và không cho đem thức ăn, thì bà mẹ là hoàng hậu được quyền đi thăm. Nhưng mà bà mới lấy bột với mật á, bà trộn với nhau, bà thoa lên người bà. Đi vào trong ngục á, thì bà mới lấy cái mật, bà kéo cái mật và cái bánh đó ra, bà cho vua ăn. Thì vua được qua cái cơn đói. Cho nên ông vua A Xà Thế, ông thấy mà tại sao cấm ăn cấm uống mà ông vua này, ông vua cha tôi vẫn sống tới bữa nay mà không chết, mới cho người theo dõi. Thì khi mà theo dõi mới thấy là hoàng hậu Vi Đề Hy đã vi phạm cái điều ông nói là không được mang thức ăn vào, mới bắt luôn hoàng hậu Vi Đề Hy tống vào trong ngục giam. Thì trong khi bà Vi Đề Hy cực kỳ đau khổ như vậy đó, thì Đức Phật đến để mà thăm viếng. Vì bà mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy cõi đời này đau khổ quá, con cái bất hiếu ngỗ nghịch, thần dân thì nổi loạn vân vân. Thế bà nói ra những cái đau khổ, bây giờ con không muốn thích ở cõi ta bà này nữa. Đức Thế Tôn có cảnh giới nào cho con cầu sanh về đó? Thì Đức Phật mới vì bà Vi Đề Hy mà thuyết cảnh giới của Phật A Di Đà để vua bà Vi Đề Hy phát tâm. Thì khi mà bà Vi Đề Hy phát tâm vậy thì cái Phật bắt đầu thuyết cái pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng, giới thiệu là ở phương Tây có một Đức Phật A Di Đà vậy đó, nếu ai phát tâm thì sanh về cõi đó thì hãy nên niệm danh hiệu của Ngài, vì đó là lời nguyện của Ngài. Cho nên hai Đức Phật không hề dẫm chân lên nhau để mà độ chúng sanh. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà độ những chúng sanh, nếu như mà đã chán chường cái cảnh ta bà này rồi mà muốn sanh về tịnh độ thì phải cho người ta có chỗ để người ta đi. Cho nên vị nào mà tín ngưỡng cái pháp môn tịnh độ mà không có tôn trọng Đức Phật Thích Ca là sai hoàn toàn. Trước khi chúng ta lễ Phật Di Đà thì chúng ta cần lễ Phật Bổn Sư, bởi vì Ngài chính là người có ơn với chúng ta, là người đã mang pháp môn tịnh độ giới thiệu với chúng ta. Chứ tại sao chúng ta lại không nhớ tới Ngài? Xin lỗi, mình ở đời đây nè, mình còn không cho một cái người con của mình vô ơn, tại sao mình bây giờ là người tu Phật mà lại phải kiểu đó? Tôi không cần biết Phật nào nữa hết, tôi chỉ biết Phật A Di Đà thôi. Đó, cái người nào lọt vào cái kiểu đó đó, đấy thì mới bị cái tình trạng là đã biến tịnh độ, đã biến Phật Di Đà thành nhất thần giáo. Còn nếu mình hiểu tịnh độ đúng mức, không bao giờ có ý niệm như vậy. Cho nên Pháp Hòa nhớ hồi xưa Pháp Hòa đọc cái bản kinh Di Giáo của Ngài Hòa Thượng Trí Quang dịch đó, hay lắm. Ngài nhất tâm đảnh lễ nè: nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc giáo chủ cõi ta bà, thuyết kinh tịnh độ. Tức là giảng về kinh tịnh độ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi phương Tây tiếp dẫn chúng sanh về cõi an lạc. Phải không? Cho nên bây giờ mình có hiểu Đức Quan Âm, mình hiểu Đức Văn Thù, mình hiểu bất cứ vị nào cũng không quên được Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì chính Ngài là người giới thiệu tất cả những cái đó cho chúng ta. Thế thì chúng ta không được quyền. Cho nên trường hợp lọt vào cái dứt thần giáo là trường hợp người đó hiểu lầm tịnh độ. Và thậm chí còn tuyên bố một câu này: không cần quy y với ai hết, không cần quy Phật nào hết, chỉ quy y Phật Di Đà thôi. Sai hoàn toàn. Không có kinh điển nào nói câu đó hết. Không có kinh điển nào nói câu đó hết. Và cái vấn đề đặt pháp danh như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng là do các tổ Trung Hoa ngày xưa đề xướng ra đặt pháp danh cho đệ tử Phật tử, để Phật tử nương vào cái tên đó mà tu. Ví dụ như tên Pháp Hòa là Pháp Hòa, nghĩa là người luôn luôn ứng dụng các phương pháp hòa hợp để sống, để tu. Có lẽ ông thầy Pháp Hòa, ông thấy Pháp Hòa hay cãi lộn cho nó tên này để nó lo nó tu. Vừa nhắc nhở mình tu và vừa có cái sự khen ngợi. À, có thể là mình sống luôn luôn biết hài hòa với mọi người, cho nên thầy mình cho mình tên đó. Khi Pháp Hòa đặt tên cho Phật tử, quý vị biết Hòa đặt sao? Pháp Hòa luôn luôn nguyện Phật: hôm nay con đủ duyên lành quy y cho Phật tử để Phật tử phát tâm tu. Xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ gia hộ cho con. Nếu đúng cái vị Phật tử này có căn duyên với Pháp, một cái hành tu nào, Pháp hạnh tu nào, xin cho con nghĩ ra cái chữ đó để đặt tên cho họ. Chứ con biết con phải nương vào cái lực của Phật, chứ mình giỏi vắng gì mà đặt tên đặt chữ. Cho Pháp Hòa chỉ nghĩ là luôn luôn như vậy. Ngay cả trước khi ra nói Pháp: xá Phật, xá Tổ, xin trợ duyên cho con đủ cái duyên lành để con truyền tải Phật Pháp cho Phật tử. Chứ con đâu có học hành gì đâu, con biết gì con nói. Không, chỉ mong rằng lời của mình nói không sai được với cái thánh ý. Thưa đại chúng, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh cao sâu lắm, lấy tâm phàm phu của chúng ta mà trắc nghiệm cái ý của các ngài, làm sao chúng ta nói hết. Mà bây giờ chúng ta lại đem những cái tư tưởng bình thường của mình lại định nghĩa cái này cái kia thì nó đã là sai rồi đó, huống chi là nói sai nữa. Rồi, con sinh ra trong một gia đình đồ tể, chuyên giết heo bò làm kinh tế sinh nhai cho cả gia đình. Nay song thân con đã qua đời, con muốn cứu giúp cho cha mẹ trong khổ cảnh, nhưng không biết làm sao cho đúng cách và có hiệu quả. Vì theo kinh điển, người qua đời thì lập tức tái sinh trong ba cõi sáu đường, không có chuyện trung ấm thân, thì việc cúng kiến cầu siêu vân vân cũng không có hiệu quả cho người quá cố. Nếu có được quả báo tốt cũng chỉ dành cho người sống. Xin thầy hướng dẫn cho con cách nào mà có thể giúp được cho cha mẹ quá vãng được tái sinh cõi lành. Mình sanh trong một cái gia đình làm nghề đồ tể, có nghĩa là mình có cái duyên nghiệp với gia đình đó, có cha mẹ đó. Nhưng mà trong số những người trong gia đình làm nghề này, mình là người trội hơn. Cho nên ngay giây phút này chúng ta tỉnh giác, thấy được Phật Pháp, thấy ánh sáng để chúng ta quay về mà độ cho gia đình. Chúng ta thấy được cái điểm độ đầu tiên là chúng ta thấy được Phật Pháp để quay trở về độ gia đình. Trên nguyên tắc, những người thân mình nếu họ làm lỗi cực kỳ, có thể họ đã đọa lạc. Nhưng giờ sao mình cứu đây? Mình có cái liên đới với họ, cho nên vị Phật tử này thành tâm tu tập, hồi hướng công đức, tất cả những phước lành nào mình làm được, như là bố thí, thọ bát quan trai, thọ giới để tu tập, đều hồi hướng cho người thân mình. Nếu người thân mình hiện đang còn trong những cái cảnh giới khổ đau nào mà họ tái sinh, nhờ công đức lành này mà sự khổ đau của họ nó đang giảm. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ là cái người thân đó mất hồi năm 1980. Bây giờ người đó có thể đang
tái sinh vào một cái cõi nào ở nước Mỹ đây, nhưng mà khổ lắm, làm homeless, thí dụ vậy đi. Nhưng mà cái người thân họ đó còn sống sót từ năm 80 tới giờ vẫn cầu nguyện hồi hướng công đức cho họ, mặc dù họ đã tái sinh làm homeless rồi. Nhưng mà cái liên đới giữa duyên của họ với người thân họ vẫn còn đó, nghĩ tưởng tới họ hồi hướng, thì cái kiếp homeless của họ đó sẽ được an lạc hơn. Homeless nhưng mà lúc nào cũng có chứ không có less. Thay vì là không có gì hết thì nhờ cái thiện lành đó đi xin mà có, chứ không phải hoàn toàn không có. Rồi nếu như á, mình hồi hướng cho họ xong rồi, mình cũng nguyện ở bất cứ kiếp nào họ cũng xin cho họ cũng được thấy được ánh sáng Phật Pháp. Bởi để hai cái tâm nó tương đồng. Cho nên không phải không được đâu, nhưng mà chúng ta cần phải làm xuyên và làm nhiều. Chữ làm nhiều ở đây có nghĩa là bất kỳ công đức thiện lành nào chúng ta làm được, chúng ta hồi hướng. Ví dụ bây giờ ông bà mình nó có những người mất 50 năm rồi mà mình còn hồi hướng không? Có. Thành nữa nếu mà ông bà mình tái sinh có thể trở thành một thanh niên thiếu nữ nào trong kiếp này rồi, nhưng mà nhờ công đức con cháu của quá khứ đó hồi hướng hoài, thì trong kiếp làm người này họ vẫn khỏe, vẫn an vui. Và đừng quên nguyện cho họ đủ duyên lành gặp Phật Pháp, dù bất cứ ở một cảnh giới nào. Quý vị thấy con chó con mèo á, cái nghiệp nó làm súc sinh đúng không? Nhưng mà nó có phước á, là nó làm súc sinh ở nước Mỹ, nó hơn những con chó con mèo ở những cái nước nghèo rồi. Rồi nó còn chút phước đó. Nhưng mà con chó nào con mèo nào mà nó có phước hơn chút nữa, nó lại được sanh trong một gia đình Phật tử. Mỗi lần mình tụng kinh, mình nghe Phật Pháp thì nó lẫn quẩn đâu đó, nó cũng nghe Phật Pháp với mình. Tại sao mình không khai thị nó đi? Nè, bây giờ mẹ đi tụng kinh nha, con ngồi để con nghe. Rồi lâu lâu nó tới bên cạnh mình vuốt nó, nguyện Phật cho nó, niệm Phật cho nó, an ổn nó, khai thị và chú nguyện cho nó, độ cho nó. Cho nên nếu mình đã có một cái tâm độ, mình độ được hết á. Mình độ được hết á, mà tại mình không thấy thôi. Có những đứa nhỏ mình đâu biết nó là ai đâu, nhưng mà biết rằng nếu mà nó còn lẩn quẩn đâu đó, nó sẽ cảm nhận được cái tình thương của mình cho nó. Và thưa đại chúng, trên đời này á, cái tình thương nó chuyển hóa nhiều cái nguồn khổ đau của con người. Quý vị cảm nhận điều đó. Thí dụ như là mình, người ta đang bị lụt, bị cháy rừng, bị gì đó, mình tới ta cảm động lắm. Tình thương của mình nó chan rãi trong đó. Cho nên cứ hồi hướng cho người thân qua các cái công đức của mình. Tôi có đứa con trai năm nay 20 tuổi, nói không nghe, dạy không được. Xin thầy chỉ dùm cách dạy một đứa con cho nên người hữu dụng. Con mình nói không nghe sao? Dạ thưa đại chúng, rất cảm ơn, là bởi vì đây là một cái tâm của cha mẹ. Đức Phật có dạy trong kinh đó, con cái của mình nó có ba dạng con cái. Nếu đứa con nào mà nó sanh ra mà mình không dạy nó điều lành lẽ phải gì hết, mà tự động ở nơi nó biết phát triển cái lành cái phải ở nơi nó, đứa con đó gọi là ưu sanh. Đứa con nào mà sanh ra mình dạy, mình nói, mình làm, nó đi theo mình, nó nghe lời mình, đứa con đó gọi là tùy sanh. Đứa con nào mình dạy quá trời quá đất mà mình nói năm nó nói sáu, mình nói sáu nó nói bảy, mình mùng một nó cứ rầm, đứa con đó gọi là liệt sanh. Chữ liệt đây là gì? Chỉ liệt đây là hạ liệt, là thấp kém. Con có ba dạng. Bây giờ quý vị nghiệm coi, con mình có đứa nào nó lọt trong ba dạng đó không? Đứa nào mình nói từ nhỏ nó nghe đó là tùy sanh đó. Còn từ nhỏ mình không biết ăn chay, không biết tu gì mà tự nhiên nhỏ nó là cái người dẫn mình đi chùa đó. Đứa đó là ưu sanh đó. Còn cái đứa này mà cuộc đời này có bộ liệt sanh nhiều hơn. Tùy với ưu phải không?
Tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp của nó và cái nghiệp của mình. Quý vị tưởng tượng đi, tiếng Anh vốn đã khó học mà gặp mình là không biết chữ nữa thì làm gì mình học tiếng Anh giỏi được. Đó. Tiếng Anh vốn đã khó mà mình thì không biết chữ. Ví dụ vậy đó. Thí dụ như cái người mà ta biết chữ alpha b thì người ta còn học được tiếng Anh chút chút, còn giờ mình từ nhỏ lớn được đi học hoàn toàn chữ cán biết, tiếng Việt còn không biết viết mà giờ bắt đầu qua đây học tiếng Anh. Đó là vấn đề một cái nha. Rồi có những trường hợp, những người mà người ta nói tiếng Việt mà phát âm những chữ không có rõ ràng, học cũng đâu phải dễ. Cho nên nó không có hai cái tương ứng. Nó có cái tương ứng là nghiệp mình với nghiệp nó. Cho bây giờ nếu con của mình dạy nó không nghe, nếu như đủ mình hãy nên phát tâm thứ nhất là tu tập, chấp nhận nó, ôm ấp để chuyển hóa nó. Thứ hai là luôn luôn hướng tâm về nó, nguyện cho nó đủ duyên lành, một ngày nào đó nó gặp được những người lành thiện trong đời này để khai thị chỉ dẫn cho nó. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng gặp những em cha mẹ nói nó không nghe, mà bạn nó nói nó nghe. Mà nó rất may là nó gặp một đứa bạn gái biết lo học hành, mặc dù nó trời ơi đất hỡi, nhưng mà chính nó trở về con đường học hành làm người tốt nhờ đứa bạn gái đó. Rồi đứa bạn gái đó lại sau này làm vợ nó, mà nó trở thành một người tốt. Pháp Hòa đó từng gặp. Và những người đó lên gặp Pháp Hòa và quy y xong rồi nói: dạ thưa thầy, thầy là người dẫn đường tâm linh cho con, còn vợ con là một người thầy, thầy ngoài đời của con. Thành thử ra nhiều khi á, nếu như mình cứ giận nó, mình chửi nó hoài, thì cái tâm mình cứ hận thù tức tối nó, lại càng thêm oán kết. Thay vì như vậy xót thương nó, thật sự thưa đại chúng, chính bản thân nó cũng không muốn đâu. Đâu cứ đứa nhỏ nào nó sanh ra nó muốn nó trở thành một cái đứa gọi là hoang hư đâu, nó không muốn đâu. Nhưng mà cái nghiệp lực trong lòng của nó đẩy đưa, hoàn cảnh đẩy đưa nó, nhiều cái yếu tố để nó trở thành một đứa như vậy. Mình phải thương nó hơn là mình ghét nó. Rồi mà bây giờ thương nó mình không có phương pháp. Đừng có nói mình dạy nó không nghe. Nó nghe nhưng mà tại nó chưa chịu làm. Nhưng không vì vậy mà bỏ phế không nói. Có nhiều đứa mình nói: con à, đi học lái xe cẩn thận nghe. Má này có nhiêu nói hoài. Không biết ở đây có ai bị có nhiêu má nói hoài. Nhưng mà có bao giờ mình không nói không? Không, tại vì mình làm mẹ nó. Mình làm mẹ nó mà luôn luôn mình làm ba làm mẹ, mình luôn luôn cứ phải nói nó vậy. Nó nói má cứ tụng kinh hoài. Má tụng vậy đó cho con thấm. Cho nên đừng có ngại. Đây nè, mấy ông tiểu chùa Pháp Hòa đây nè, mỗi lần mà gặp cái lên ôm rồi hỏi bữa nay đi học có vui không? Dạ vui. Ráng học nghe con. Dạ. Mà ngày nào cũng tụng nhiêu đó, đừng có mê chơi nghe con. Cứ tụng nhiêu kinh mà không thấy hồi hướng. Nhưng mà thưa đại chúng, nó giống như là cái đứa nhỏ, nó cũng giống như là một cái tấm gương đầy bụi. Mình chùi lần nó đâu có hết bụi đâu, kệ đi. Ngài cầm cái khăn quẹt một cái, quẹt một cái, quẹt hoài thì thế nào bụi nó cũng hết và cái kiến nó sẽ sáng ra. Đừng có vì đứa con nó như vậy rồi mình buồn. Không nên buồn, không nên khổ, mà hãy biến cái, hãy thấy rằng nghiệp lực của mình với đứa con, mà hãy phát tâm dũng mãnh tu khá hơn chút để mình hồi hướng phước báo lành cho con, và luôn luôn thương con và nhắc nhở con trong mọi trường hợp mình có thể được. Thưa đại chúng, nhiều khi mình thương nó không nhận ra đâu. Đến một ngày nào đó nó sẽ nhận ra điều đó. Nếu có đi vòng quả bất đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ. Chừng đó nó mới thấm. Hồi nãy có một Phật tử đem vô cho Pháp Hòa. Thầy biểu hết giờ rồi.
Hồi nãy có một Phật tử đem vô chú vào một cái lá thơ của ba cô viết bằng tiếng Anh. Và cái ước nguyện của ông á, là xin thầy đọc lá thơ này và hãy truyền tải đến cho mọi người rằng cha mẹ cần con cái và con cái cần cha mẹ. Mà thật sự là vậy. Nhiều khi á, con nó muốn lo cho mình mà mình cứ hất, mình nói tao không cần. Và ngược lại, nhiều khi cha mẹ muốn lo, muốn con cái lo cho mình mà con cái nó thờ ơ, nó không lo. Cho nên á, trong cuộc đời này, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cho nên dù đứa con nó hư, trong lòng mình vẫn biết rằng nó vẫn cần mình, đừng bỏ nó. Pháp Hòa có những đứa học trò đệ tử nuôi dạy từ nhỏ, giờ lớn lên muốn đi theo con đường của mình, khuyên không được. Rồi thôi, con muốn đi cho con đi. Đi đã đời rồi, có một ngày kia mình hỏi thăm nó, vẫn thấy nó liêu biêu chưa có gì hết. Bỏ nó đâu, phải đi kiếm nó, kêu nó về. Con cần chỗ ở không? Thầy cúng dường chỗ cho con. Thầy phải có hiếu với đệ tử. Thưa đại chúng, cứu một chúng sanh đau khổ đâu phải dễ. Muốn một chúng sanh thối tâm dễ lắm. Độ một người muốn tu rất khó. Cho nên đừng từ nan khi phải cứu độ ai. Bây giờ độ ai không biết mà con mình đây mình bỏ là không được rồi. Cho nên dù đứa con bất cứ cái gì, nó vẫn là con của mình. Nó vẫn là dòng máu của mình. Nó vẫn có mình trong đó. Nhiều khi nó cũng có cái tính ngang ngang của mình trong đó. Mình không hay á. Di truyền mà. Cho nên thưa, thì tóm lại một câu là nó là con của mình. Mình ôm ấp nó cũng như một Bồ Tát ôm chúng sanh thôi. Này mình nè, gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân lu. Tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Khi mình có bệnh là mình kiếm Phật dữ lắm. Mình khổ nạn nhưng mà mình quên, mình xong rồi là mình quên. Nhưng mà Phật có bỏ mình không? Phật như thể mẹ tìm con. Con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Trong tình thương của cha mẹ, không ơn, không oán, không sầu. Chính vì vậy mới không già, không chết, có đâu luân hồi. Tình thương của cha mẹ đối với con không bao giờ xúc giảm. Chẳng qua nó giận nó quá, bỏ mặt nó một chút vậy đó. Nhưng mà lâu lâu hỏi thăm, có phải không? Người yêu thôi mình còn bỏ không được mà sao bỏ con được. Cho nên Pháp Hòa biết là câu hỏi hay lắm, và nên cứ thương nó. Rồi khi mà nghiệp nó hết, phước mình đủ. Thưa đại chúng, đời sống mình hai thứ à. Một là phước, hai là nghiệp. Hễ phước mình hết là nghiệp nó tới. Nghiệp mình nó hết là phước nó tới. Thôi giờ cứ ráng tu tạo phước thì giảm nghiệp. Mà nghiệp mình nó hết rồi thì phước nó tới. Mà phước nó tới thì bắt đầu mình nói người ta nghe. Trời ơi, ngồi nói nữa không đó? Thôi nói gọn ha. Xin thầy chỉ giáo cho con hiểu thêm về kiếp. Chữ kiếp á, nó đơn giản cho dễ hiểu thôi. Kiếp á, nghĩa là một khoảng thời gian của một kiếp sống. Và mỗi người có một cái chuỗi thời gian của kiếp. Ví dụ như kiếp người, khoảng thời gian của một con người là bao lâu? Cao lắm là 100 năm, nếu mình nói theo cái thời gian, phải không? Nhưng mà cái kiếp đó là mình nói thôi. Nhưng mà có nhiều khi mình đang sống trong kiếp giảm cũng có. Ta là giống như mình đây nè. Sức khỏe của mình mỗi ngày mỗi giảm chứ đâu có tăng. Mà nếu tăng là tăng cái gì? Tăng huyết áp. Pháp Hòa có làm cái bài thơ ba cao một thấp.
Châu đầu mở đầu làm sao Pháp Hòa quên rồi. À, ba cao một thấp còn chi, ba cao một thấp còn chi, cao đường cao mỡ, máu cao như ri là thượng. Cao đường cao mỡ cao máu, và chỉ có một thấp thôi là gì? Thấp khớp. Giỏi quá rồi đó. Cho nên nếu mà mình sống tới 30-40 tuổi, 70-80 tuổi mà mình có đủ ba cao một thấp là cũng đúng nghĩa của kiếp. Kiếp người, kiếp là một khoảng thời gian. Nhưng mà nếu mà nói kiếp là nó có bốn loại kiếp nè: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Một đứa nhỏ nó tụ trong bào thai thì cái khoảng thời gian cái thai là bao lâu? 9 tháng 10 ngày. Khi mà nó hết kiếp trong bụng rồi, cái nó nhảy ra ngoài này bắt đầu kêu kiếp người nè. Rồi hồi nãy là kiếp ở trong bụng phải không? Kiếp người. Vậy là kiếp người này á, nó sanh ra cái mình gọi là sanh. Nhưng mà trong khi sanh á, là nó, mình thấy là nó trẻ nó, nhưng mà thật sự trong cái khoảng thời gian nó trẻ đó, gọi là mình tạm gọi là trụ đó, nó có thay đổi không? Nó có dị chứ. Nó dị là thay đổi. Và khi nó dị xong rồi sẽ đến một cái ngày nào đó là diệt. Cho nên là thành trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không. Này, như cái hoa này, nó nở lên ở ngoài vườn, thấy đẹp, kêu là ô hoa nở rồi, thành á, mình tạm gọi là thành. Cắt nó vô, thì ngoài kia nó than, nó nói trời ơi hoa đâu rồi, mất ngoài đó rồi, diệt ngoài đó rồi, đem cắm vô đây, trụ trong này, thành trong này, trụ trong này. Nhưng mà trong khi nó trụ là sáng giờ nó cũng hoại rồi nè, nó dị rồi nè. Đây, đây nó diệt đây, nó dị đây, đấy, nó ngoắc ngoắc rồi nè. Cho nên cái bây giờ đây, đây là cũng một cái hoa cắm vô từ sáng giờ đó, nhưng mà giờ cái là xi lắc leo cho đâu còn mong chi sống. Đó, thì đây cũng là một kiếp hoa phải không? Vậy thì trong mỗi một cái kiếp là khoảng thời gian là luôn luôn nó có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Còn kiếp ta còn định nghĩa trung kiếp, tiểu kiếp, đại kiếp gì nữa đó. Con người mình á, mình nói là hồi xưa kiếp người 100 năm, bây giờ kiếp người giảm còn 60 năm. Chứ không có cái bài hát em ơi 60 năm, chứ không ai hát em ơi 100 năm. Nhưng mà người ta có cái câu nhắc nhở mình nè: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên rừng xanh, trên rừng xanh rừng cao, tự nó sẽ có cây 1000 tuổi, nhưng mà dưới trần mấy người được 100 năm. Pháp Hòa dịch hai cái câu đó là: núi cao tự có cây 1000 tuổi, dưới trần mấy kẻ được 100 năm. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng, nan phùng là khó gặp, bá tuế nhân người 100 tuổi. Sống tới 2 số là cùng, hiếm người nào tới 3 số lắm. Không? Và đa số là gì? Tới số. Đại khái vậy đi ha, để nói chữ kiếp. Thầy hoan hỷ chỉ dùm làm sao con có thể xem nhẹ đồng tiền. Ồ. Đừng có để nhiều trong túi thì đâu có nặng. Để vài 3 đồng thôi còn nhiêu đưa thầy giữ cho. Làm sao để con xem nhẹ đồng tiền? Con hiểu hết những điều thầy dạy. Con biết tiền chỉ để phục vụ cuộc sống. Con cũng không thiếu ăn mặc, nhưng con lại hay đau khổ vì tiền. Luôn muốn kiếm tiền nhiều để mua nhà, cứ buồn vì không có việc làm tốt, không kiếm được nhiều tiền. Trong khi con đang có một gia đình hạnh phúc, con luôn trách bản thân mình quá tệ. Con cảm ơn vì có duyên được biết đến thầy. Biết đến thầy mà không thương thầy, không nghĩ thầy, không nhớ thầy mà nhớ tiền, nghĩ tiền hoài.
biết thầy rồi, cảm ơn thầy rồi mà không chịu nhớ thầy. Khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Mình không biết sử dụng tiền thì có nhiêu cũng không đủ. Còn nếu biết sử dụng tiền rồi thì tiền nó sẽ làm được nhiều cái việc khác hơn. Thật sự ra đây nè, con hiểu hết những điều thầy nói mà con cũng không quên được tiền. Phải không? Như vậy là tuy có hiểu thầy nói nhưng mà ít có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Vô Thường, niệm Hư Tức, niệm Hơi Thở và cuối cùng là niệm Chết. Mà trong 10 niệm không có niệm nào niệm tiền mà mình lại thêm vô niệm thứ 11. Thưa đại chúng, Phật dạy chúng ta 10 niệm nha. Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm Giới, bốn là niệm, năm là niệm Thiên, sáu là niệm Thí, phải không? Bảy là niệm Vô Thường, tám là niệm Hư Tức, chín là niệm Hơi Thở, mười là niệm Chết. Bây giờ muốn để đừng nghĩ tới tiền nữa đó, mình luôn luôn nhớ đi vô thường với chết. Niệm vô thường với chết để giúp cho mình thăng tiến cái tâm, đừng có nghĩ tới nó. Thật sự ra không có nghĩ không có nghĩa là dục tiền ra ở đâu đó, nhưng mà bởi vì có lẽ trong cuộc sống có thể thôi, một lúc nào đó mình đã bị thiếu hụt và khi mình có nó thì mình lại sợ mất. Ở đời thì nó thường như vậy. Nó có hai dạng người. Có những người nghèo khổ tột cùng, đến khi họ có thì họ lại thương nghĩ tới người nghèo, họ lại cho. Nhưng mà có trường hợp ngược lại là có những người nghèo quá, họ nói hồi nhỏ tôi không được hưởng, bây giờ tôi hưởng. Cho nên họ xả vàng họ hưởng, cũng có cái trường hợp đó. Rồi. Có những trường hợp là người ta lúc nhỏ ta nghèo khổ quá, bây giờ người ta không biết thương ai. Có là người ta dơ dét, người ta chỉ biết lo bản thân người ta gì. Ta nghèo quá giờ ta phải hưởng thụ. Mà có những người ta nghèo quá, người ta hiểu được cái nỗi khổ của người nghèo, có mà người ta đi giúp đỡ cho người nghèo. Thấy không? Cho nên thôi thì bây giờ á, nói ra là cũng tốt rồi ha. Thì phải bây giờ biết hết rồi, thầy không cần nói nữa. Tại vì trong này cũng nói rồi. Con biết, con hiểu thầy nói rồi. Quán cái này nè, mình sống chết trong giây phút. Lỡ mình chết đi rồi thì tiền chẳng có thêm theo được. Cái thứ hai nữa đó, tiền của năm nhà ta chẳng có. Quý vị nhớ câu đó không? Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Tiền của nó thuộc là của năm nhà, chẳng phải của mình. Cái thân bốn chất đất nước gió lửa này vốn của rốt cuộc nó là không. Bây giờ ngũ gia là sao? Một là con phá, hai là nước trôi, ba là nhà cháy, bốn là giặc cướp, năm là vua tịch thu. Giống như ở Houston cách đây mấy tuần, nước lụt ngập lên nhà cửa, đồ đạc hư hết. Đó, đó là nước trôi. Ở bên Canada cháy hàng ngàn ngôi nhà, sạch rụi hết, lửa cháy. Phải không? Có những người có tiền của bị con phá, con phá của phá sản. Có những người bị tịch thu và có những người bị ăn trộm nó vào. Thôi thì bây giờ muốn để cho cái tâm mình đừng nghĩ tới tiền nhiều, thì thứ nhất á, là mình phải thường quán vô thường. Mỗi khi nó khởi lên ham tiền, mình quán lại thôi, thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, ít muốn là vui, tri túc biết đủ là vui, ham muốn nhiều khổ đau nhiều. Tự nhắc nhở mình những cái lời như vậy để nó lắng xuống. Không thể nào trong một ngày Phật tử có thể làm liền được đâu, nhưng mà hễ nó khởi lắng, khởi lắng làm riết đi, nó mệt mỏi nó khỏi khởi nữa thì mình khỏi lắng. Cũng giống như đứa nhỏ, nó mới đứng dậy kêu nó xuống. Tâm của mình á,
Thưa thưa vị Phật tử đây, vị đầy á, đang vướng tiền cho tất cả chúng ta, mọi người vướng kiểu mà không biết á. Có nhiều người đâu có vướng tiền mà vướng tình, có nhiều người không vướng tình mà vướng danh vọng, vướng địa vị. Thành thử ra lúc nào cũng lo tới cái danh vị của mình, lúc nào cũng lo tiếng tâm của mình. Cho nên đừng có buồn, không phải mình là một nạn nhân của tình tiền tù tội đâu. Mà bây giờ anh nào vướng tình tiền tù tội, cuối cùng là tu. Chỉ có tu mới trừ khử được những cái vướng này, chứ thật sự không phải một mình đạo hữu vướng đâu. Đừng có buồn, đừng có ngại gì hết. Mà thật sự ra chúng sanh mình á, ở cõi đời này có vướng đúng nghĩa của con người đó. Hỏi coi phải không? Nghe một bản nhạc nó là giải trí thôi à, mà gặp ca sĩ không hát không hay thôi, ngồi chê từ đầu bản tới hết dĩa luôn. Đó. Mặc dù biết là giải trí nhưng mà cũng phải chê khen chút cho đã. Đó là bản cái huân tập của con người. Cho nên thưa đại chúng là tất cả chúng ta ai cũng cần niệm hết á. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm chết đi để bỏ vượt cái vướng tình, vướng tiền, vướng đủ thứ. Mỗi người mỗi kiểu, không ai mà không có vướng hết á. Có nhiều người ngồi đây chứ mỗi người vướng một cách. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó vướng rồi đó, nó vướng game. Người lớn thì vướng iPhone. Mỗi người mỗi vướng. Con nhờ thầy Quang Hỷ có cách nào giúp cho đứa bé gái 3 tuổi của bạn con đã đến tuổi này rồi mà chưa biết nói. Con thường xuyên la hét, còn thường xuyên la hét. Xin thầy biết đây có phải là nghiệp bệnh không? Dạ đúng. Bệnh nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân thì uống thuốc, bệnh nghiệp thì bệnh tâm thì lấy tâm lý trị, bệnh nghiệp thì sám hối cầu nguyện. Khi mà nó la hét, mình đừng có hét la lại, mà mình phải ôm nó và mình chú nguyện cái tâm thiện lành của mình. Quý vị cứ tin tưởng vào cái đó, quý vị làm thời gian quý vị thấy nó có kết quả là mình đã lấy đối trị. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Đức Phật dạy trong kinh á, người nào thường hay hung dữ, hãy lấy từ bi mà thắng cái hung dữ. Người nào còn nhiều cái thự gọi là tức tối, hãy lấy lòng tốt mà nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta đều có một cái đối tượng để chúng ta trị nó. Ở đây cũng vậy, đứa nhỏ nó hét, mình ôm nó, mình tĩnh lặng, mình đối trị trong cái thầm lặng để trị cái bệnh nghiệp của nó. Mỗi người ai cũng có cái nghiệp hết á. Ví dụ như ông chồng mình có cái nghiệp hay cằn nhằn mình trong cái chuyện đi chùa. Cho nên khi ông càng nói, mình càng nói, ông càng phỉ báng cái chuyện tu hành của mình. Đó, cái chính cái nín và nguyện của mình chính là chuyển cái nghiệp mà hay phê phán chuyện tu hành của mình đối với ông. Thôi thì chiều hôm nay phải nói là quá đủ chứ không phải là đủ. Tức là chúng ta đã ngồi 2 tiếng rưỡi đồng hồ để giải quyết các câu hỏi này. Và thật sự ít khi nào mà Pháp Hòa giải đáp hết câu hỏi như vậy. Bởi vì thường là chỉ 1 giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà hôm nay thì thấy những câu hỏi, thứ nhất là đại chúng đã dành quá nhiều cái thời gian về đây một ngày trọn vẹn như thế này, thì Pháp Hòa muốn đáp lại tấm lòng của tất cả quý vị, cũng như là vì thời gian chúng ta cũng cho phép, cho nên chúng ta ngồi đây cho đến 4 giờ rưỡi, 2 tiếng rưỡi để chúng ta cố gắng giải đáp hết những câu hỏi này. Tuy nhiên Pháp Hòa biết là vì thời gian eo hẹp, trả lời nó cũng ngắn gọn, có thể một vài câu hỏi chưa được quý vị thỏa đáng, thì xin quý vị nhận chút cái này rồi có thể cầu hỏi nơi các vị cao đức khác. Và nếu có điều gì sơ sót trong khi chia sẻ với quý vị, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Và một lần nữa con xin biết ơn thầy trụ trì rất nhiều đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có được ngày hôm nay.
Và cũng xin cảm ơn quý anh chị Phật tử trong nhóm Hương Từ đã dành hết thời gian để chu đáo sắp xếp cho toàn thể đại chúng ngày hôm nay. Và lời cuối là cảm ơn quý vị đã không quản ngại đường xa và thời gian quý báu của mình mà trở về đây để chúng ta cùng an lạc với nhau trong một ngày. Quý vị có an lạc không? Nhớ an lạc mà đừng đi lạc ha. Chúc đại chúng vui vẻ. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.